Và sau đó thì CrazyEye đi lên, đầu tiên là đi lên với cả một cái team GoPro Gaming, nổi tiếng lên cùng GoPro Gaming. Sau đó thì CrazyEye tiếp theo là được gọi vào team SkyRed để thử việc. Tuy nhiên thì sau một thời gian gắn bó SkyRed thì Captain Tú Con thấy rằng CrazyEye không phải là một nhân tố hợp lý với team. Và với như vậy là SkyRed họ đã đưa về Johnny P và CrazyEye đã bị kích. Sau đó thì Johnny P cùng với SkyRed đã có một thời kỳ đỉnh cao với nhau. Vâng, bây giờ trở lại với trận đấu. Sẽ là một tình huống đánh setup bom sai A đến từ team Cybertooth. Họ đang đi đến 5B. Và bây giờ các bạn xem tình huống đây sẽ là tình huống tôi đoán là hai smoke, một smoke ladder, một smoke nối. Đã có đấu súng xảy ra rồi. Còn có đồng mạng của vậy là còn có double kill cho mình. Ti hạ gục được thanh niên KZ ở khu vực lầu A. 5v2 rồi. Vậy Kregai có đồng mạng của còn CA lấy được mạng của Ti. Và bây giờ là tình huống 3v2. Tròn có được mình một mạng của Kregai. Khó rồi. Khó cho CA tình huống này. CA đang cầm bom. Và CA sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Một tình huống 1v3. Và cả ba thành viên VQ Tech đều đang khá là đầy máu. Và bây giờ Tròn đang rất kinh nghiệm. Theo tình huống đọc tham mình, có vẻ Tròn nghe thấy rồi. Tròn sẽ nghe thấy tình huống này. Tròn chưa nghe thấy. Chạy khá xa bây giờ. Tròn thấy rồi. Vâng, Tròn không thấy à? Ô, Tròn thấy mà. Vâng, chính xác, Tròn thấy. Tròn đối mặt với CA. Úi giời ơi, có cái khe hẹp này. Vậy là CA đã bắn vào, đục qua cửa, trúng mồm Tròn thì phải. Và bây giờ tình huống là vẫn là 1v3 thôi. Quắc về B đến từ vị trí của CA. Và bây giờ thì Reno đang có một góc kê lên lầu khá là đẹp. Tôi cho các bạn xem. Và bây giờ CA đi ra sẽ có thông tin đến từ vị trí của Reno thôi. Không có gì là lạ. Tôi sẽ chuyển ra xem góc xử lý của CA tình huống này như thế nào. Vâng, 1v3 và có vẻ như Tròn nghe đấy rồi. Bách về đến từ vị trí của Hoàng, Hoàng Bách về. Tròn bắn yếu đến từ CA rồi. 20 máu và không thể đặt bom. Tôi khẳng định là không thể đặt bom. Chắc chắn các thành viên của TVK sẽ không để đặt bom. Và bây giờ Tròn đã kết thúc được CA. Kết thúc ra đấu với double kill. Tỷ số là 1-0 nghiêng về phía Viking Botech trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, một round đấu Piston. Và bắn Piston rất hay đến từ vị trí của Cọt. Cọt có cho mình hai mạng với khẩu USP vào mồm ở khu vực Aira. Vâng, vậy tôi nhầm. Nổi tiếng cùng team Magician của admin Edgut. Và bây giờ sẽ một round full buy từ cả hai team. Chiếm hoàn toàn mid đến từ team Cybertooth rồi. Cả năm thành viên Cybertooth chiếm mid, tràn thẳng lên nối. Vậy là Hoàng cũng tình huống đứng one way không thành công. Hoàng đã nằm xuống bởi xin tỏ rồi. Vậy là lợi thế hơn người thuộc về Cybertooth. Bây giờ đấu súng xảy ra. Tròn đối với mặt với Kregai. Tròn bắn yếu Kregai. Không, chỉ mới cấu được một ít máu mà thôi. Tiếp tục thì Ti bắn xấy cái băng mà chỉ cấu được có 40 máu của Gia. Ti có được một mạng của KZ. Và bây giờ thì Kregai chỉ còn có 14 máu mà thôi. 4v4. Và họ sẽ back về đánh B chăng? Không, back về đánh A rồi. Hai thành viên của team Cybertooth đang di chuyển về đánh A. Nào, Kai đang là người cầm bom, đang hầu khu vực A-Ram. Xin tỏ sẽ là người biter trong khu vực nhà sót này. Vâng, và có vẻ bắt được bài rồi. Viking Botech họ đang thi đấu với một mình solo B đến Tròn. Cọt là người kê khu vực móc. Trong khi đó Ti và Reno sẽ là bắn 2A. Xin tỏ đang bò khu vực B-Sot này. Sẽ là tình huống đánh bom xe A. Và đối mặt đó chính là Reno và Tino. Tôi đang muốn xem Reno sẽ làm gì với tình huống này. Vâng, bò lên gây tiếng rồi. Reno biết điều đó. Ti đã nằm xuống bởi xin tỏ. Và bây giờ Reno, vậy là tràn vào nối. Reno, một mạng đến từ Reno. Double kill đến từ Reno. Xin tỏ hạ gục Crazy Guy. Vâng, anh em với nhau đúng là anh em cây khế rồi. Anh em cây khế rồi. Thì con mẹ bắn địch thì đéo bắn, đi bắn anh em nhau. Vâng, rất tốt đến từ vị trí của xin tỏ. Xin tỏ vả ngay vào mặt Crazy Guy. Dù rằng biết Crazy Guy yếu máu. Đúng là anh em chơi với nhau, anh em cây khế rồi. Thế này là không được. Tỷ số bây giờ là 2-0. Em xin đâu hết rồi. Xin đâu đi em xin chưa? Đấy, sao hết rồi. Và bây giờ là một round full eco đến từ team Cybertooth. Không đặt được bom. Họ đang có cho mình 3 khẩu P250, 2 khẩu Glock. Tiếp tục là tràn ra mid. Và Cọt lần này lại là M19. Này thì một mạng đến từ vị trí của Cọt rồi. KZ là người phải nằm xuống. Lợi thế người thuộc về team Viking Botech. Họ nhường mid cho Cybertooth. Nhưng Cybertooth chiếm được mid xong thì Cybertooth cũng chả làm được gì đâu. Tôi khẳng định như vậy. Ui giời ơi, này thì sờ tách này. Ui giời ơi, Cọt có cho mình double kill khá dễ dàng. Triple kill thì Cọt chuẩn bị. Ui hỏng rồi. Nào, Kai hạ gục Cọt 2v4. Và bây giờ xin tỏ.
Này này Ti, vâng thanh niên Ti ơi, non kinh nghiệm tình huống này. Và bây giờ là tình huống 2v3. Vâng. Vậy là Hoàng mới có cho mình một mạng còn nào cai rồi. Xin Thỏ bị lộ vị trí và Xin Thỏ cũng đã nằm xuống bởi Hoàng. Tỷ số là 3-0 nghiêng về phía Viking Botech. Tỷ số là 3-0 và bây giờ sẽ là một round full buy Sabotut. Các bạn thấy họ không quá nhiều tiền, chỉ có mình Xin Thỏ với nào cai là có thể full bomb mà thôi. Trong khi đó ba thành viên còn lại chỉ có cho mình một quả smoke, riêng Sia có được thêm một quả nết. Và họ lại chuẩn bị đánh bài mid đây. Đây các bạn thấy, tôi sẽ chuyển một góc quay cho các bạn để nhìn rõ hơn bài mid của team Sabotut. Một vậy là tràn mid nhanh, một quả smoke mid được ném ngay được một key side, tràn ra 3 mid để đấu skin. Team Sabotut họ có một đặc điểm là họ rất thích đấu skin. Không có gì lạ cả khi mà họ có rất nhiều những thành viên trẻ tuổi và skin rất là to. Và bây giờ chiếm hoàn toàn mid trên Cybertooth và Vicky Botech đang chủ động bỏ mid. Ti đã lại một lần nữa nằm xuống bởi Crazy Guy rồi. Ti hôm nay hơi non kinh nghiệm em ơi. Và bây giờ đẩy, vậy là Xin Thỏ có được mạng Reno và Dio. Tiếp theo thì KZ hạ cũng được cọt. Và bây giờ thì sao? Úi giời ơi, không được đâu Tròn ơi. Không được đâu Tròn ơi. Và giờ chỉ còn mình Captain Hoàng tay to thôi. Não cũng to nốt. Nhưng mà với khẩu P25 UAV45 trong một tình huống 1v5 này thì không có cơ hội cho Hoàng. Anh em xem rảnh thì vào bài trên VNSport chấm bọn mình cái nhá. Mình xin cảm ơn. Vâng, và bây giờ Hoàng nghe thấy Xin Thỏ rồi. Hoàng chuẩn bị có mạng chăng? Chúng ta hãy xem. Thật ạ. Ờ, xích thử xem. Đi mẹ mày kéo chúng ngon thôi. Vâng, tỷ số chắc chắn sẽ là 3-1. Và round sau thế nào? Vẫn có thể full buy đến từ team Biotech. Họ có chọn lựa chọn phương án đó không? Thanh niên T đang thi đấu hơi có nghĩa là T chết sớm hơi nhanh. Thanh niên T có vẻ hơi ngợp trong trận đấu này. Một trận đấu rất lớn, một trận đấu lớn đầu tiên của anh trong cái sự nghiệp game thủ. Một trận chung kết của một cái giải đấu rất lớn, một giải đấu chính thức. Và Ti là người thi đấu chính, Ti được bắn chính. Trước đó thì chỉ có tuần trước tuy nhiên Ti có bắn trận sâu mắt thôi. Nhưng sâu mắt không khác, nó khác hẳn cái trận chung kết trong một cái giải đấu lớn như này. Và bây giờ tiếp tục tràn mid đến từ team Cybertoot lần này. Và lần này thì Reno có với cầu họp đã có được mạng Krigai từ khá là sớm rồi. Lợi thế hơn người thuộc về TV Kiltech. Và Cybertoot bây giờ thì không dám lao ra mid rồi. Xin Thỏ với nào cay đang phải rón rén như những con thỏ. Như những con thỏ. Vâng, tiếp tục là tôi lại quên vào Krigai chưa. Vâng, Reno. Reno có cho mình double kill. Bắt bài được Xin Thỏ ở tình huống rồi. Một góc kề trước rất đẹp đến từ Reno và Tino. Và 5v3. Thua round này sẽ làm... Thì round sau team Cybertooth họ vẫn full buy bình thường. Các bạn thấy tiền họ đang còn khá là nhiều. Cộng 1.500 tiền trong cái round đấu thua này. Họ sẽ có khoảng hơn 4.000. Tuy nhiên thì bên Viking Vortex họ đang thi đấu đến 2 UV45. Vâng, rất may là Reno với khẩu off duy nhất đã có cho mình đến tận đấy 2 mạng rồi. Bây giờ Sia phát hiện ra cọt rồi. Bom Sia đang khá là khó. Ti lấy được mạng Sia. Không, Ti chỉ bắn điêu. Ti có mạng Sia rồi. Bây giờ là tình huống 3v2. Vâng, vậy là 5v2 thì đúng hơn. Vậy là cọt có cho mình double kill với khẩu UV45. Thi đấu rất hay đến từ vị trí của cọt và Reno và Tino ở round đấu này. Và tỷ số là 4-1 nghiêng về phía Viking Botech. Anh em đang thảo luận seed bài vào group đột kích. Lôi khoảng 1-2.000 mem đột kích sang thi đấu cho CSGO anh em ạ. Mỗi tội là anh em đang không biết group đột kích là cái group nào thôi. Và bây giờ chúng ta cùng xem set up bùn bom Saiya đến từ team Cybertooth. 4 bom Saiya, chỉ có một mình KZ là người đi lầu trong tình huống này thôi. Nào Kai, Sia và Xin Thỏ. Và bây giờ tôi sẽ chuyển một góc quay cho các bạn nhìn thấy pha bùn bom này. Một smoke connector, một smoke CC side rất chính xác và một smoke ladder. Bài bom Saiya đơn giản, cơ bản thôi. Và chuẩn bị tràn ra, trả lửa đến từ vị trí của cọt rồi. Cọt sẽ đối mặt với KZ trong tình huống này. Chúng ta hãy xem. Vâng, bi đầu với Krigai. Krigai có được mạng của cọt rồi.
nhưng Reno vừa lấy được mạng của Sintor. Tiếp theo thì Reno làm xuống với Green Guy, bắn rất ảo đến từ vị trí Reno với Tino, nhưng mà Ti một mạng đến từ vị trí của Ti. Và bây giờ Ti nằm xuống bởi KZ rồi. Ti có một tình huống hơi non trong vừa rồi. Ti xử lý khá tốt nhưng mà Ti cần phải xử lý nhanh hơn. Và bây giờ thì chọn nằm xuống bởi KZ và khó rồi. Tiếp tục thì nào cài kết thúc được khoảng tỷ số là 4-2. Cybertooth có một round đấu quá quan trọng, một round thắng quá quan trọng đối với bản thân họ. Và Eco, có thể là Eco đến từ team Vigimotech, tôi nghĩ là nên Eco ở đâu này. Một bài đánh mob xe A rất cơ bản, rất đơn giản. Một smoke ladder, một smoke jungle, một smoke city side. Và thế là tràn mob xe A, đặt bom và thắng. Không có gì phức tạp cả. Tuy nhiên thì Vigimotech trong tình huống cưng skin vừa rồi đã thất bại với việc Grey Guy tăng rất nhanh và làm hai rất sớm. Và bây giờ Grey Guy chuẩn bị first bom xe B chăng? Một quả lửa được trả ra đến từ vị trí của Reno Vadio. Full bài đến từ Vigimotech. 4 UAV 45 và một khẩu Diggle. Cục rồi, chơi nhau luôn. Xem thử đánh bom xe B. Đẩy lầu A rồi, chuẩn bị đẩy cả Ram. Biết đánh bom xe B rồi chăng? Reno sẽ phải chặn bom lại để chờ đồng đội đi về. Tuy nhiên thì bom xe A đang được kê khá chắc. Đây rồi, KZ đang kê tròn đứng đẩy nữa. Tròn. Vâng, rất may là KZ. Ui dồi ôi, tôi tưởng KZ bắn lỗi cơ. Nhưng mà tròn đã nằm xuống. Lợi thế hơn người thuộc về Cybertooth rồi. Tròn đẩy cố quá, cố quá thì nó thành quá cố. Grey Guy đang bò ra. Đối mặt với Grey Guy đó là một op khác, đó Reno. Và bây giờ Hoàng nằm xuống với Grey Guy rồi. Một pha bò ra đánh bom sai B chợ đến từ team Cybertooth. Tiếp tục thì Reno bị hạ gục bởi Sia. 5v2 rồi, khó. Double kill đến từ Grey Guy. Grey Guy đang thi đấu thực sự là khá là bay bổng. Và Cọt có lẽ nên xếp cho mình khẩu UP45 này thôi. Không có nhiều cơ hội cho Cọt trong round thi đấu lần này. Đây là trận chung kết giải Viking True Talent Pro, chứ không phải là một trận sâu mắt nhé anh em. Vâng, tỷ số bây giờ là 4-3 và bây giờ thì Eco đến từ team Viking Motech, tỷ số có lẽ sẽ là 4-4 thôi. Vâng, chuẩn bị phi lên khu vực A-Round đến từ Sintor chăng? Không, Sintor đã lùi lại rồi. Tiếp tục là một cái tactic khá cơ bản, các bạn thấy KZ kê LA, Sintor kê Ram đẩy, Grey Guy cầm off kê mid đẩy. Trước khi đó nào KCA là hai người kê Turner lẫn kê B đẩy. Vâng, họ biết Viking Vertex yếu tiền nên họ đang triển khai đội hình kê đẩy. Sau khi đó không có đẩy thì bắt đầu họ mới triển khai dần lối chơi. Như vậy có vẻ một tình huống đánh boss CB chăng? Khi mà Sintor đang chạy về nhặt bom. Như vậy bom sẽ được di chuyển sang u bom CB chắc. Bom di chuyển ra mid, cả Grey Guy lẫn nào Kai đều đang di chuyển ra mid. CA đang giữ lầu B. Vậy là tràn mid đến từ team Cybertooth rồi. Smoke mid được ném ra và bây giờ chuẩn bị phi lên shot. Vậy là sẽ một tình huống mid 2B. Có vẻ như Viking Vertex biết rồi. Trong bom CB đang là tròn và Hoàng. Với hai khẩu USB thì tròn và Hoàng sẽ làm được gì trong tình huống này? Tròn đang có một tình huống đứng rất đẹp. Bây giờ tôi xem. Vậy là Hoàng đã nằm xuống. Tròn cũng đã bị hạ gục bởi Sintor. Một tình huống không có súng đến từ Tròn. Và bây giờ thì nào Kai kết thúc được T. Và tình huống là 2v5. Khó cho Cọt rồi khi mà Cọt chỉ có ổ P250 thôi. Cọt cũng đã bị nằm xuống bởi Sia. Tỷ số bây giờ là 4-4. Vâng, một tỷ số bây giờ là 4-4. Và bây giờ sẽ là một round full bài đến từ cả hai team. Viking Tech, Reno lại lên cho mình một khẩu HLP. Tuy nhiên Reno là không có giáp, các bạn thấy không có giáp cho tình huống này. Trong khi đó các thành viên còn lại thì đều áp giáp một mà thôi. Riêng Cọt thì chỉ có cho mình một khẩu Pharmat. Và Cybertooth sẽ triển khai đội hình gì? Tràn ra mid nhanh, đi đầu đang là Crazy Guy và Sintor. Phi thẳng lên shot không? Không, vậy là không quyết định. Đây là một tình huống stack. Vậy các bạn thấy một tình huống stack mang đẳng cấp thế giới khá là cao. Một vị trí stack khá là lạ lẫm. Và bây giờ một quả flash có được ném ra hay không? Reno đang có một góc ngắm ở khu vực đường lên shot. Trong khi đó thì bò lên Ram đến từ vị trí của nào Kai. Nào Kai đã bò lên được khu vực Ram rồi. Trong khi đó trong khu vực Ram đang là Cọt. Cọt chưa biết được điều đó. Vâng, lầu A đang là KZ triển khai đội hình rất đều và bò vẫn. Và bây giờ nào Kai có được một mạng của Cọt. 4v3. Tiếp tục thì ti với quả bom lửa đốt cháy được thành niên KZ. Khi mà Reno đã bắn trúng chân KZ một viên rồi. Và bây giờ nào Kai bỏ ngay khu vực bom xe A. Nào Kai đã lùi xuống bỏ khu vực A-Ram rồi. Trong khi đó thì các thành viên Cybertooth giờ lại quay lại đánh A. Vâng, khá là khó hiểu. Bên này thì Hoàng đang là người solo B ở tình huống này. Tròn đang giữ mid stack.
Ti với cả Renault sẽ là hai người kẹp bóng xe. Và chúng ta cùng xem Renault tình huống này. Renault sẽ là key player ở tình huống này, và Renault cần phải có ít nhất hai mạng khi mà Renault đang có vị trí kê off rất đẹp. Đối mặt Renault sẽ là ai? Chúng ta xem, một mạng đến từ Renault Martino, xin tỏ là người nằm xuống. Tiếp theo thì sao? 4v3 lợi thế hơn người rồi. Smoke ném ra che mặt. Và bây giờ Renault đang góc kê khá là kinh nghiệm tình huống này. Vâng, Ti vừa có cho mình double kill. Tiếp tục thì sao? Ti có cho mình triple kill đúng đầu này. Vâng, tỷ số là 5-4 nghiêng về phía Viking Votech. Hai off đến từ team Viking Votech rồi. Và bây giờ tôi nghĩ Hoàng sẽ là người bắn một off lầu B. Trong khi đó Renault vẫn là người bắn off mid. Một round đi đấu xuất sắc đến từ tài năng trẻ Ti. Triple kill. Vâng, và bây giờ thì team Cybertooth sẽ triển khai đội hình như thế nào? Vâng, Cybertooth họ vẫn còn khá nhiều tiền các bạn thấy. Kể cả thua round này thì họ vẫn có thể full buy bình thường. Trong khi đó thì Votech họ yếu tiền rồi. Họ bắt buộc phải thắng cái round đấu này nếu không muốn đưa rơi vào trạng thái eco. Vâng, eco triền miên. Tiếp tục thì cọt, lần này thì cọt. Ui dồi ôi, cọt bắn off. Vâng, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cái cảnh tượng này. Cọt bắn off. Vậy cọt sẽ đối đầu với KZ trong tình huống này. Chơi luôn. Chơi skin luôn. Và một quả lửa để trả ra đến từ vị trí của cọt, và cọt sẽ ngắm ram trong tình huống này. Đối mặt với cọt đó là nào cay, và cọt có vẻ cọt đã thấy một cái gì đó rồi. Tuy nhiên thì tham minh quả lửa cháy sắp hết. Và bây giờ thì Cybertooth sau tình huống kê về, họ đã chuyển khai đội hình, họ đang di chuyển về đánh bom xe. Chỉ mình Crazy Guy sẽ là người đi cống lên Bayer Mid. Vậy là sẽ tình huống đánh 3A, một mình KZ là người đi đầu. Tôi nghĩ là một tình huống full bom xe. Tôi sẽ chuyển một cái góc quay. Vậy là Crazy Guy ăn quả nết. Full bom xe đến từ team Cybertooth rồi. Full bom xe. Đây là quả smoke city size khá là chính xác. Tiếp tục một quả flash ném ra và tràn lên đến từ team Cybertooth rồi. Một tình huống đánh bom xe rất cơ bản mà các bạn vẫn thường gặp trong những trận fight mắt mà thôi, không hơn các bạn nhiều lắm đâu. Tràn lên chạy qua lửa, không biết đóng đến từ team Cybertooth, mất 50 phần máu. Vậy là bây giờ một bạn đến từ nào cài thì đã phải nằm xuống rồi. Tiếp theo thì sao? Renault đã bị hạ gục bởi Sia. 3v5. Vâng, 3v5 hơi khó rồi, nhưng mà tròn vừa có được mạng của KZ. Và tình huống giờ lại là 4v3. Bom thì chưa được đặt. Tròn chỉ còn 19 máu nữa thôi. Tròn có cho mình một mạng của Sintor. Giờ thì chiều mình Hoàng trong tình huống 1v2. Hoàng vừa có một mạng CA rồi. Hoàng có double kill được riêng mình. Và bây giờ Hoàng đối mặt với Crazy Guy. Hai captain. Hoàng có triple kill. Vâng, Hoàng có một tình huống retake bomb quá là xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Một tình huống vẩy off thật sự là khá là ảo diệu. Tỷ số là 6-4 cho Viking Votech. Và tiếp tục là một match point, một key round khác của trận đấu ngày hôm nay dành cho Viking Votech. Và lần này thì nó dành cho cả Cybertooth. Key round lần này thì dành cho cả Cybertooth. Thì khi mà Cybertooth các bạn thấy yếu tiền rồi, lần này mà thua nữa thì eco. Vâng, vậy là Crazy Guy vừa có được mạng của Renault rất sớm ở khu vực A-Main. Rất sớm. Hoàng ném ra một quả bom lửa. Lợi thế hơn người đang thuộc về team Cybertooth. Vâng, liệu họ có tận dụng được cái lợi thế này không khi mà team Viking Votech họ cũng không có khỏe tiền cho lắm. Vâng, đẩy lầu B đến từ vị trí của Hoàng rồi. Đối mặt với Hoàng bây giờ đang là Sia. Bây giờ thì Gova đẩy lầu B không thành công. Sia đã hụt được Hoàng rồi. Giờ là tình huống 3v5 mà có vẻ khó cho các thành viên Viking Votech trong round đấu này rồi. Vâng, Tròn đang tình huống đứng sau quả sấu mốc. Và bây giờ thì nào cay đang bắt Tròn. Có vẻ như nào cay bắn trúng Tròn rồi. Bách về bom xe B. Tròn đang di chuyển về bom xe B. Sẽ một tình huống đánh bom xe B. Lửa được trả ra. Xin tỏ có được mạng của Cọt. Và bây giờ Tròn lấy được một mạng của Crazy Guy. Tròn không có double kill và tỷ số là 6-5. Rao thắng quan trọng đến từ Cybertooth. Và bây giờ thì yếu tiền, siêu yếu tiền đến từ Viking Votech rồi. Khó cho họ. Họ có full buy hay không? Vâng, họ có full buy hay không? Ai hỏi game cứ vào trả lời nhá. Anh cứ trả lời luôn, xếp cho chúng ta biết mình chôn với nó. Để tăng người chơi thì càng tốt mà. Và bây giờ xem ra full eco đến từ Viking Votech. Họ đang có cho mình đến 5 khẩu USP và có vẻ như chỉ muốn eco một round. Round sau sẽ up dù up yếu tiền. Round sau sẽ chỉ up 3 mát thôi. Vậy là KZ vừa có một mạng của cọt khá dễ dàng khu bom xe. Một quả lửa được ném ra. Double kill như KZ, một pha tap rất tốt. Tiếp tục thì Crazy Guy và Sintor có cho mình hai mạng. Ti chỉ đổi được một mạng của KZ mà thôi trước khi nằm xuống bởi Crazy Guy rồi. Một pha bắn Techni rất hay đến từ vị trí của Crazy Guy. Tỷ số bây giờ đang là 6-6. Trận chung kết ngày hôm nay đang diễn ra rất là căng thẳng và hấp dẫn.
Và tỷ số bây giờ đang là 6 đều. Crazy Guy bắn ở những giải Việt Nam thì có vẻ hơi chênh lệch trình độ. Tại vì Crazy Guy có thể coi là một trong số những player xuất sắc nhất Việt Nam thời hiện tại rồi. Tràn ra mid nhanh đến từ team Cybertooth. Vậy là bên kia là ép mid đến từ vị trí của Vinkutech. Một mạng không có mạng đến từ vị trí của Đào Cai. Còn có được mạng của Đào Cai rồi. Và bây giờ xin tỏ cũng nằm xuống bởi T. Vâng, vậy là mất hai súng từ rất sớm. Sia có ra đấu skin đâu. Sia lấy được mạng của Reno Valentino. Bây giờ là tình huống 4v3. Lợi thế hơn người thuộc về team Vinkutech. Bắn lỗi rồi. Vậy là tròn nằm xuống bởi KZ. Vâng, tròn đã nằm xuống bởi KZ. Bây giờ KZ đối mặt với T. Ui giời ơi, lại một lần nữa thanh niên KZ vẩy. Hôm nay KZ uống thuốc lắc hay sao ấy, KZ bắn ảo quá. Toàn vẩy một viên vào mồm thôi. Hôm nay như kiểu uống thuốc lắc hay sao anh em ạ. Và bây giờ là 2v3. Vâng, tiếp tục thì CA có một mạng hoàng. Và cọt hạ gục được một KZ. Cọt nằm xuống bởi Crazy Guy bởi khẩu tech này rồi. Vâng, vậy là rất là đáng tiếc cho team Vinkutech trong tình huống vừa rồi. Khi đó là một tình huống 5v3 từ rất sớm. Tuy nhiên thì họ lại để thua. Còn bây giờ thì full buy đến từ team Vinkutech. Tiếp tục là một op đến từ vị trí của Reno Valentino. Tuy nhiên thì Reno lại một lần nữa không có giáp. Các bạn thấy không có giáp trong tình huống này. Và 4 khẩu M4. Reno mà thua sẽ là một thảm họa. Bây giờ tiếp tục Reno sẽ ra đấu mid. Tôi đảm bảo là như thế. Bây giờ quả smoker Reno nhìn thấy rồi. Reno bắn trượt trong tình huống rồi. Không trúng cả chân luôn. Hơi là đáng tiếc. Mà bây giờ thì cũng vẫn là 5v5. Cray Guy đang cầm off đi pick lầu B. Đang cố gắng pick một thành viên nhảy nhót ở khu vực lầu B. Tuy nhiên thì không có một ai nhảy nhót cả. Hoàng với Tròn đang thì cũng stack bắn ẩn 2 shot. Sẽ có thì cũng stack shot, mình nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Như vậy là sẽ có thì cũng stack shot. Các bạn để thấy bây giờ đây là một thì cũng stack shot của Hoàng. Bên trên lầu B đang Cray Guy. Hoàng có thấy gì không? Có vẻ Hoàng nhảy lên Hoàng sẽ thấy thôi mà. Vâng, Hoàng thấy rồi. Hoàng có được mạng của Sinh Tỏ. Cray Guy đẩy ra rồi. Cray Guy đẩy ra rồi. Và bây giờ Cray Guy bắn trượt. Và Cray Guy chưa nằm xuống tình huống này. Cray Guy còn 45 bóng. Cray Guy có được mạng tròn. Nhưng Hoàng đổi ngay được mạng Cray Guy. Tình huống giờ là 5v4. Lợi thế người. KZ vừa hạ gục được còn. Nhưng ngay lập tức T lấy được mạng của Sia. KZ đã chiếm được bom xe. KZ hôm nay đang thi đấu khá là hay. Và nào Kai đã cầm bom. Vậy nào Kai đã nhặt bom về A rồi. Nhưng KZ đang bị tù ở trong cục bom xe A. Nhưng rất may là Vinkutech không có ai có lửa cả. T không nên chạy. Vậy là bom sẽ được đặt B. Chúng ta cùng xem tình huống xử lý này như thế nào. Bom đặt bom sai B. Một tình huống fake bom sai. Vâng, Hoàng cần phải có mạng KZ sớm hơn. Cần phải kết thúc anh em KZ sớm hơn. Và bây giờ vậy là Redo có được mạng KZ rồi. Biết không có bom sai à. Như vậy là sẽ là một tình huống cứu bom 1v3 đến từ Nào Cai. Liệu có là một tình huống cờ lút thành công hay không. Một round đấu cực kỳ quan trọng. Và Nào Cai bây giờ đang có một tình huống 1v3. Hơi khó cho anh khi mà bên Vinkutech đang có tận 3 người và họ sẽ chắc chắn họ sẽ đi cùng nhau. Nhưng có một cầu hòm đến từ Nào Cai, một công kê cực đẹp, 3 đi mắc kít liền. Và bây giờ, Nào Cai bắn trượt, trời ơi, Nào Cai trượt 2 viên rồi. Và bây giờ một mạng đến từ Nào Cai. Double kill, không có double kill và tỷ số sẽ là 7 đều. Rất tiếc cho em nó bắn mà không trượt viên đầu tiên thì có lẽ cục diện nó đã khác rồi. Vâng, một viên off trượt lúc đầu rất là đáng trách đến từ vị trí của Nào Cai và tỷ số sẽ là 7 đều. Trận chung kết ngày hôm nay đang diễn ra quá là căng thẳng và hấp dẫn. Vâng, đây chính xác là hai team mạnh nhất ở Hà Nội ở thời điểm này. Và hai team đang thi đấu ở trên khu vực dàn thi đấu của Viking FPS Stadium. Giải đấu này thì được, đây là giải đấu Viking CSGO. Giải đấu hoàn toàn được tài trợ bởi Cyber Viking, Cyber mới. Viking hiện giờ đang có số lượng màn 144 lớn nhất của miền Bắc này. Và có thể là tôi nghĩ là cả nước rồi. 248 màn 144 AZ. Đối diện với Hoàng bây giờ đang là Crazy Guy. Một quả smoke được ném ra và Crazy Guy phế vật rồi. Bây giờ thì Crazy Guy nhảy qua smoke gặp với Hoàng. Hoàng nghe thấy rồi. Và bây giờ Hoàng thấy. Hoàng có thấy không? Hoàng thấy. Và bây giờ Hoàng, ui, và Hoàng có được mạng Crazy Guy rồi. Vâng, hai các từng đấu nhau. Tiếp tục lên đồ Hoàng ông xin tỏ. Nhưng ngay lập tức còn có được mạng của Sia. 5v2 và tỷ số có lẽ sẽ là 8-7 thôi. Khó rồi. Khó cho KZ và lẫn Nào Cai ở tình huống này. Không có nhiều cơ hội. Và KZ cần phải có mạng nếu muốn team thắng. Ít nhất là 3 mạng ở tình huống này. Ui dồi ôi, lại còn quả smoke che vào mồm này nữa. Hơi bị khó. Và bây giờ tràn lên khu vực A-Ram. Đi đâu đang là Nào Cai chỉ còn được 8 máu rồi. Nào Cai nằm xuống 7 tỷ. Và bây giờ KZ cũng đã bị hạ gục 7 tỷ rồi. Một tình huống canh bom xay khá tốt đến từ thanh niên tuổi trẻ tài cao T. Thành viên mới đến từ team Vinkutech. Kết thúc ra đấu với tỷ số 8-7. Anh em xem stream có thể ủng hộ bọn mình bằng cách subscribe kênh hoặc like nhé.
Mình xin thay mặt 500 anh em cảm ơn mọi người. Vậy là Cyber Viking thì vừa mới khai trương được một tuần thôi. Đây là cái Cyber 144HZ lớn nhất của cả nước. 248 màn 144HZ BenQ. Không còn gì để nói hơn nữa. Mình có thể nói như vậy. Và không gian thì rất rộng, 700m2. Có mấy hai phòng thi đấu, có rất nhiều dàn năm chia đều. Và bây giờ có vẻ như mà thì không muốn đất B. Không phải rồi. Team vô tách cọ đang đi đến 4 tunner, không gây một tiếng động nào cả trong tình huống này. Một mình Hoàng sẽ là người fake mid. Như vậy là sẽ một tình huống cống lên A chăng. Kregai ăn một quả smoke vào window. Và Kregai đang nhảy nhót khu vực này. Đang bắn với tỷ Tactic 212 đến từ team Cybertoot. Đấu súng rồi. Vậy là đấu súng rồi. Kregai sẽ đấu súng. Một bạn đến từ Kregai. Double kill, triple kill. Vâng, vậy là bắn USB cứ như kiểu điểm chỉ. Reno và Hoàng có được hai mạng. Hoàng cũng có cho mình double kill. Hoàng đang thể hiện đúng vai cho Captain. Nào cai hạ của Hoàng rồi. Nhưng nào cai chỉ còn 13 máu. Sia có được mạng của Reno và Tino. Kết thúc round đấu với tỷ số 8 đều. Vâng, một cái round mà các bạn nhìn thấy Kregai bắn phải gọi là quá hảo luôn. Viking là ở 193 à 193 Khâm Thiên bạn nhé. Đây là cái tòa nhà, một cái tòa nhà building. Thì các bạn lên đấy thì có một cái tòa nhà building, các bạn dễ vào tìm 193 Khâm Thiên, các bạn gặp một tòa nhà lớn thì các bạn vào đấy hỏi quán Viking là người ta sẽ chỉ cho các bạn ngay, nó ở trong đấy thôi. 200 248 mà. Và bây giờ đấu súng ở mid rồi, tròn với cầu Deagle chỉ cấu được có 30 máu của Crazy Guy mà thôi. Crazy Guy đã làm cho tròn yếu. Lợi thế hơn người thuộc, lợi thế hơn máu đang nhỉnh hơn một chút về Cybertoot. Và đây có lẽ sẽ một tình huống đánh bom Cyber. Cả bốn thành viên tròn Hoàng và Ti Cọt đang hầu cục lầu B. Reno cũng đang di chuyển về. Sẽ là năm thành viên của team Vikingotech. Đây là bài full bom B chăng? Chắc là như vậy rồi. Tôi sẽ cho các bạn xem bài full bom B của team Vikingotech trong round đấu này. Họ sẽ sớm mốc như thế nào. Set up full bom B. Nhảy lên check đến từ vị trí của nào Kai. Xong đó Kai Z là người kê quả bom lửa. Kai Z sẽ là người kê nét thì đúng hơn, khá là khó chịu. Một tình huống cover khá tốt đến từ team Cybertoot. Và bây giờ nét được ném ra. Và bây giờ nét, vậy là với quả nét và UV45, trong khi smoke chưa kịp nổ thì KZ đã có cho mình triple kill rồi. Vậy là chỉ có hai quả smoke, các bạn thấy đấy. Đây là hai quả smoke che shot. Hoàng có cho mình double kill nhưng mà Kregai vừa hạ gục cả Hoàng lẫn Ti. Vâng, chỉ có hai quả smoke che shot mà thôi. Tuy nhiên thì quả sự các thành viên của team Vikingotech đã sai hoàn toàn trong tình huống đánh B vừa rồi. Vậy là đây là một tình huống đánh setup full bom say B. Tại sao? Tôi chỉ đặt một câu hỏi tại sao thôi. Tại sao smoke chưa nổ mà đã chết ba rồi? Vậy thì các bạn ném smoke để làm gì? Câu hỏi được tôi đặt ra đó là ném quả smoke để làm gì khi mà smoke chưa nổ, đã chết mất ba người rồi. Và bây giờ thì Punico đến từ team Vikingotech tràn ra mid đấu súng với Crazy Guy luôn. Sia có cho mình một khẩu M19, một mạng đến từ Sia. Tiếp tục thì Kregai hạ gục được Hoàng. Tròn có được một mạng CR nhưng Kregai có cho mình double kill. KZ hạ gục được Tròn. Vậy là nào Kai kết thúc round đấu khi kết thúc mạng của Cọt với tỷ số 18 nhưng về Cybertoot. Mà bây giờ sẽ là một round full buy của team Viking Vortex. Được, một round full buy. Một mà round đấu rất quan trọng của team Viking Vortex ở thời điểm này. Tiếp tục là một cái đội hình rất cơ bản đến từ team Cybertoot. Đông lần này có vẻ như đó là một tình huống đẩy mid. Có một tình huống đẩy rồi. Trong khi đó bên này đang đánh với full bom xe A. KZ là người đẩy mid trong tình huống này. Bên TV đang đánh với đến 5A. KZ có đẩy không? Đẩy tiếp. Vậy là KZ đang có ý định muốn đẩy tiếp. Như vậy là đã đẩy về khu vực T-side rồi. T-side đã clear. Và TV Geotech làm gì thì cần phải nhanh hơn. Có lẽ là một tình huống flash nhảy lầu chăng? Tôi nghĩ là một tình huống flash nhảy lầu. Ai đang là người canh chân lầu đây? Vâng, ai đang lờ người chơi canh trên lầu? Đạo Kai xin tỏ. Vậy là xin tỏ có được một mạng của Tròn rồi. Xin tỏ bị bắn yếu và xin tỏ nằm xuống ngay bởi Ti. Vâng, Hoàng vừa có được một mạng của Sia. Bom Sia đã bị thủng. Lợi thế hơn người đang thuộc về team Vikingotech. Kê móc đến vị trí của Cọt. Và bây giờ Cọt có được một mạng của KZ. Một pha tham minh rất hay của Cọt. Bom đã được đạt thành công. Và giờ chỉ còn Crazy Guy và nào Kai và tôi. Khó rồi, sẽ là một tình huống xếp súng đến từ vị trí của Crazy Guy và nào Kai. Tôi nghĩ là như vậy. Crazy Guy đang có một tình huống kê off xuyên từ khu vực bi sót sang, các bạn thấy. Vâng, có ăn được người thì tốt, mà không ăn được người thì cũng chả sao. Đó là một phương án hợp lý. Tỷ số đang là 18. Cháu nào cho em xem comment bắt. Để vào một góc ấy. Anh bắn đâu kia được không?
mà kéo bé lại máy đâu không nhìn được comment đâu. À thế thì anh bắn bên trái để comment bên phải. Đúng không? Tỷ số bây giờ là 19 nghiêng về Cybertooth và bây giờ vẫn là một round full bài của họ, đó là điều đương nhiên. Tôi lại ấn nhầm vào X-Ray một lần nữa chăng? Không phải mình tắt đi đâu mà là mình ấn nhầm thôi. Đây là một quả smoke che mid gần, một quả smoke mà tất cả các team thế giới và các team Việt Nam hiện tại đều dùng. Chuẩn bị tràn ra mid, một quả lửa được ném vào khu vực thùng mid. Vậy là ăn lửa đến vị trí của Cọt, Cọt bắt buộc phải đi ra. Vâng, đang chiếm mid đến từ TP Qtech, chiếm được khu vực mid từ rất nhanh rồi. Cả Hoàng và Reno và Cọt đều đã chiếm mid. Và bây giờ KZ, KZ thấy Cọt rồi. KZ sẽ trả quả lửa vào vị trí của Cọt, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên có vẻ như đó là quả lửa lỗi. Vâng, vậy là một quả nết được trả ra khá thấm. Cọt còn 30 máu thôi. Đây là một tình huống stack đến từ TP Qtech, stack để bắt shot. Tôi cho bạn xem đây rồi, Hoàng đang stack để bắt khu vực vừa bắt window vừa bắt shot luôn. Tuy nhiên thì có vẻ hơi khó khi các thành viên team Cybertooth họ đang nấp khá là kín. Viên team Cybertooth đang nấp khá là kín. Và bây giờ Hoàng có được một mạng rồi. Một pha stack bắt bài khá hay. KZ trong huống đảo check và không ngờ địch lại đứng ở đấy. Lợi thế người đang thuộc về TV Qtech rồi. Ti sẽ đối đầu với Xin Tỏ tình huống này và chúng ta sẽ xem Ti đối đầu với Xin Tỏ như thế nào. Vâng, trên Kraken. Thế đây là Xin Tỏ nằm xuống rồi. Cọt đã có được cho mình một mạng của Xin Tỏ. Và bây giờ thì tiếp theo CA bị A gục bởi Hoàng. Hoàng có cho mình double kill. 5m2 lại đi xếp súng đến từ vị trí của Crazy Guy và Đào Cai thôi. Vâng, Đào Cai thì Crazy Guy trận này chỉ có những cái nhiệm vụ duy nhất đó là xếp súng. Bom sai A cứ thủng như nhét thôi. Bom sai A là điểm yếu tử huyệt của TV Qtech. Không phải là mới mà là trước giờ vẫn vậy. Và tỷ số sẽ là 10 đều. Vâng, trận đấu diễn ra rất là căng thẳng. Hai team đang thi đấu giằng co với nhau từng round đấu một. Ở hiện Việt Nam hiện tại thì mình có đánh giá một số player đang thi đấu rất xuất sắc. Đầu tiên nó chắc chắn là Crazy Guy. Vâng, nào Kai. Vậy là Crazy Guy vừa có được một mạng của Cọt. Vâng, đấy, nào Kai làm số 7 Hoàng. Hoàng có chip một kill cho riêng mình. Giờ thì chỉ còn mình Crazy Guy mà thôi. Crazy Guy có xếp được thành công hay không? Bom sắp nổ rồi. Crazy Guy đang di chuyển đến khu vực ghế đá. Crazy Guy đang bị quay và khó cho Crazy Guy tình huống này rồi. Chúng ta xem. Vậy là nhảy qua nhau, đi qua nhau như chưa từng quen. Crazy Guy có cho mình double kill rồi. Chip double kill từ Crazy Guy. Nhưng rất may thì đã cũng được Crazy Guy rồi. Tỷ số là 10 đều và các thành viên của Cybertooth không xếp được một khẩu súng nào cả. Đó mới là điều Viking Qtech cần. Để xếp được khẩu họp thì cái round sau sẽ là round đầu rất nguy hiểm. Tại vì với cái khẩu họp thì City Side sẽ rất là chủ động trong việc đi first pick. Vâng, nhắc lại cái việc top player Việt Nam hiện tại thì theo mình thì ở Việt Nam hiện tại đang top player đang vậy là một pha rớt mid, 3 mid đến từ team Cybertooth. K-mid đang đến từ vị trí của Cọt. Vâng, Cọt biết rớt mid rồi. Cọt lắc ra hai viên một mồm. Nào Kai nằm xuống mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Vâng, nào Kai còn chưa kịp nhìn thấy địch thì đã nằm xuống rồi. Lợi thế người đang thuộc về Viking Qtech và biết rớt mid rồi. Và đặc biệt là Cybertooth đang eco. Tôi nghĩ có lẽ tỷ số sẽ là 11-10 nghiêng về Viking Qtech mà thôi. Hiện tại ở Việt Nam mình đang có những player pro. Đầu tiên đó chắc chắn là sẽ đang phong độ, mình có thể nói cả phong độ tốt ở thời điểm hiện tại nữa. Crazy Guy không thể nhắc nữa rồi. Tiếp theo đó là sẽ là Johnny P, không phải bàn. Quá nhiều danh hiệu, quá nhiều đẳng cấp. Tú Con thì cũng không phải bàn nhiều. Tú Con với Colombo không phải bàn nhiều rồi. Thẳng cấp đã được thể hiện. Nhưng mà Tú Con với Colombo thì dạo này không được như ngày xưa nữa. Trong khi đó thì Johnny P vẫn đang thi đấu rất hay. Còn đặc biệt là còn có một người nữa mình đánh giá đó là chính là Hoàng. Captain Hoàng Hiệp cũng đánh giá ở thời điểm này thì Hoàng Hiệp có thể coi là được sánh ngang với các pro player đó. Team Hoàng Hiệp đang thi đấu rất nhiều cùng với team Viking Qtech. Còn Johnny P không được thi đấu quá nhiều. Crazy Guy thì lại tập luyện cùng Cybertooth nên trình độ Crazy Guy lên rất nhiều, đó là chuyện đương nhiên. Và bây giờ tỷ số là 11-10 nghiêng về Viking Qtech. Một round eco ở Cybertooth và không có gì phải nói nhiều. À quên mất, đúng các bạn comment mình quên mất một người. Đó là Zack. Tuy nhiên Zack dạo này thì có vẻ như Zack không chơi game nhiều nữa. Chính xác mình quên mất Zack. Zack thì không phải bàn rồi. Xin Tỏ có một tình huống có một mạng của Cọt. Một tình huống đục xuyên qua thùng gỗ đi phải. Lợi thế người lần đầu thuộc về team Cybertooth. Và họ có tận dụng được lợi thế này hay không? Thì vẫn là thanh niên đi khu vực lầu A. Các bạn thấy Reno đang là người kê mít đây.
Hoàng kê B đây, Tròn kê Ram đây, và Ti là kê lầu A đây. Và đây là một cái phong cách thi đấu rất cơ bản của tất cả các team thôi. Họ hâu, tại sao họ hâu? Họ hâu để chờ đối phương ném hết smoke và bom lửa thì họ sẽ tràn lên. Bây giờ Tròn đang bò qua smoke, vâng, đối mặt với Tròn đó là Sia. Tròn cần phải check kỹ hơn trong tình huống này. Tròn có vẻ đã nghe thấy rồi, và Sia đang có một góc kê rất là thuận lợi. Tròn không hề có ý định check Sia trong tình huống này. Và tiếp tục thì Krayai hạ gục Hoàng ở khu vực lầu B. Một tình huống bò ra khu vực lầu B đơn của Hoàng không thành công, và có vẻ như Sia sắp có mạng của Tròn rồi. Này thì bò này, vâng, Sia bắn hơi lỗi tí nhưng mà vẫn có mạng. Quả lửa thì không thể đốt cháy được, các bạn hiểu. Chân lầu thì chỉ có đứng chỗ này thôi, tại vì chỗ này là không bị quả lửa đốt cháy. Đây cũng là một cái góc kê rất là khó chịu. Vâng, tỷ số chắc chắn sẽ là 11 đều thôi, khi mà đây là một tình huống 1v5. Một mình Reno, một mình Idol Reno Vadino thì cũng không thể làm nên được một xuân trong tình huống này. Rabotan vẫn là một player thi đấu khá hay, nhưng mà Rabotan thực sự chưa bao giờ có thể sánh được với top player này. Mình nghĩ là như vậy. Em nó vẫn còn thiếu một cái chút gì đó đẳng cấp, có lẽ là đẳng cấp. Rabotan thi đấu vẫn xuất sắc nhưng mà có lẽ là vẫn chưa đủ. Và Reno có lẽ sẽ xếp súng trong tình huống này, nhưng mà đó là một tình huống mà đang chờ tham. Vâng, hết tham là sẽ đẩy vào bắt Reno ngay, sẽ là hết tham nhảy vào chơi ngay. Và bây giờ chúng ta xem Reno. Reno có xếp thành công hay không? Vậy là Reno xếp thành công của tình huống này rồi. Tỷ số là 11 đều. Vẫn là một round full bài đến từ team Viking Votech. Vâng, hai bên các bạn thấy đang rằng có nhau từng round đấu một. Rap thì Rap là được coi là Rap chó điên. Và Rap cũng là một tăng cơ rất hay của Việt Nam mình. Nhưng mà Rap, nếu nói về tổng thể thì mình vẫn chưa thể đánh giá Rap cùng với đẳng cấp của các player vừa rồi. Có lẽ là chưa đủ, mình đoán, mình chỉ nói thôi, đấy là ý kiến cá nhân của mình. Vâng, và bây giờ thì Biotech đã chiếm được mid. Ti với Hoàng là hai người chiếm mid. 3 DIA đến vị trí của Tròn và Reno và Dio và Cọt. Đây sẽ là tình huống đánh cả vào nối và đánh cả vào từ bom xe A ra. Trong khi đó bên kia Saibutut đang solo về đến từ vị trí của nào cài. Bắn lên 4 A thời điểm này rồi. Hai nối đến từ Xin tỏ và Krikai. Bắt bài rồi, Ti hạ gục được Xin. Những cái đối với Krikai có cho mình double kill thì có được mạng của Cọt và Ti. Và bây giờ thì khó rồi, 4 A cơ mà. Reno làm số 7 Crazy Guy rồi. Và bây giờ thì Crazy Guy yếu máu. Vâng, 2v4. Vâng, khó, thật sự khó cho Viking Votech khi họ đã bị bắt bài trong cái round thi đấu này. Bị bắt bài hoàn toàn. Một tình huống đánh bom xe A mà bị chặn đến 4 bom xe A, bỏ hẳn khu vực window luôn. Và bây giờ CA đang có một góc kê rất đẹp. Một mạng lên CA, đóng thẳng vào một. Không có double kill kia, hạ Hoàng đã gục được CA. Bây giờ là 1v3 và Hoàng không có nhiều cơ hội trong tình huống này. Ta xem sau có lẽ sẽ là một round eco từ team Viking Votech thôi. Tôi không tin là Hoàng có thể clutch trong tình huống này thành công. Vâng, một mạng đến từ vị trí của Hoàng. Và bây giờ thì không, trong bom vẫn còn, đó là vị trí của KZ. Khó cho Hoàng rồi. KZ đang có góc kê rất đẹp. Không, Rap hơi khó hơn được Cray Guy, chưa hơn được. Mình nghĩ thế. Và bây giờ hàng về rồi. Vậy là Hoàng nằm xuống 7 KZ. Tỷ số là 12-11 nghiêng về Cybertooth. Một round thắng quá quan trọng đối với họ. Và bây giờ thì Eco đến từ team Viking Votech, đó là điều đương nhiên. Và bây giờ thì một round Eco. Viking Votech sẽ triển khai đớt A. Có vẻ đó là một tình huống đớt A nhanh. Xin tỏ đang là người canh A trong tình huống này. Vâng, vậy là chậm rồi. Khi mà ăn một quả lửa đến từ khu vực A-Ram từ vị trí Xin tỏ. Đang bắn một solo A đến từ vị trí của Xin tỏ. Trong khi đó Sia là người nhìn lầu. Vâng, chuẩn bị tràn A. Ném ra là một quả bom gì không? Không ném bom. Vậy là sẽ một tình huống đấu skin chạy. Xin tỏ có mạng hay không? Vậy là Tròn mới có mạng Sia. Xin tỏ có cho mình double kill. Hoàng đổi được mạng Xin tỏ. Tiếp tục thì cài. Vậy là Cray Guy có double kill với cầu CZ của mình. Cuối cùng thì cài Z kết thúc được Cọt. Và có thể thấy bắn CZ mà lại được double kill khá là khét. Quá là khét luôn. Thực sự là các bạn ai mà đánh giá với... Đây các bạn nhìn này. Tại sao mình nói Cray Guy ở một đẳng cấp 29 frag. Chết 15. 29 mạng ở một cái trận chung kết. Cray Guy đang bắn đến 29 mạng là các bạn hiểu vì sao rồi. Khi các bạn phải đối đầu với Cray Guy, các bạn mới hiểu Cray Guy bắn điều như thế nào. Thực sự là rất là ảo. Trong khi đó bên này thì Hoàng, Captain Hoàng cũng không kém cho lắm. 21 frag.
Vâng, từ lúc Hoàng canh bom thì bom Hoàng rất ít thôi. Và bây giờ là một round full buy đến từ cả hai team. Đang đi một lầu bên từ vị trí của Reno và Tino. Hoàng sẽ là người hỗ trợ. Trong khi đó Tròn với cả với Ti đang là hai người kê khu vực lầu A và khu vực Ram đây. Vậy là Sia đang là người nhân nhá. Kregai đang định đẩy lầu A, tuy nhiên thì có vẻ như sau một thời gian kêu off không pick được ai, Kregai đã quyết định bỏ. Nào Kai đang cầm Mark 7 để đang bắn Mark 7. Các bạn để thấy đây là khẩu Mark 7 sóc lọ để nhảy ở khu vực lầu B. Rất là khó chịu. Vâng, nào Kai là một player player đã từng chơi với tôi rất là lâu rồi. Khá là thân thiết và nào Kai theo đánh giá của tôi thì khả năng bắn Mark 7 của em nó rất là tốt. Không có gì phải suy nghĩ gì thêm nữa. Tỷ số đang là 13-11. Và bây giờ sẽ lại là một tiếng đánh bom xe A. Vâng, Reno và T là hai người đi lẩu. Tròn và Cọt sẽ ném hai quả smoke jungle và quả smoke ladder. Tôi dự đoán là như vậy. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Vậy là mình sẽ phải hướng xe CD bay ra. Vậy là Kregai lại tiếp tục có được mạng của Cọt rồi. Tiếp tục CA hạ gục Tròn, T hạ gục Kregai. 3v5, hơi bị khó rồi. Hơi bị khó rồi. Và bây giờ thì Reno chỉ còn có 12 máu thôi. Hoàng lấy được mạng của Xin nhưng mà Kaizet hạ gục được thì tiếp tục Sia có được một mạng của Hoàng. Giờ thì Reno với 12 máu thì làm gì? Reno nằm xuống bởi Sia. Sia kết thúc một round đấu xuất sắc của mình với Triple Kill. Tỷ số là 14-11 và Cybertooth đang đi đến gần round chiến thắng đầu tiên. À, map thi đấu, map win đầu tiên của họ. Câu hỏi G080, GTX1080 max setting được bao nhiêu FPS? Đấy là một câu hỏi quá khó và mình xin trả lời đó là bó tay. Tỷ số là 14-11 và Kregai đã bắn đến 30 mạng trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Trong khi đó bên kia Tròn đang hơi thọt, 8-1-19. Tiếp tục thì Kregai lần này không có được Enchi Frag rồi, 4 máu và bỏ rồi. Một pha bắn off trượt đến từ Kregai và bây giờ thì Kregai chỉ còn có 4 máu. Chúng ta nhìn qua Frag, bên kia họ thi đấu khá đều, trong khi đó bên Vinh Yêu Thích họ thi đấu hơi lệch. Tròn hơi thọt trong trận này, chưa có một MVP nào. Đẩy mid đến từ team Cybertooth. KZ đẩy mid và có vẻ như lại biết mid clear rồi. Và bây giờ KZ sẽ nghe được nhiều điều ở vị trí này. Trên khu vực lầu B đang là Cọt. Sẽ lại là một tình huống đánh bom xe A thôi, set up bom xe A thôi. Hay là một tình huống bò bom xe A chậm đây. Đang bắn 3 A đến từ team Cybertooth, móc A đến từ vị trí của KZ rồi. Vâng, KZ bốc A và KZ sẽ biết là đánh bom xe A. Chuẩn bị KZ có mạng hay không, chúng ta hãy cùng xem một tình huống này. Và bây giờ hàng về rồi, một mạng đến từ KZ. Bây giờ là một tình huống móc máy thành công. Cọt sẽ một tình huống móc cống lên và chúng ta hãy xem cọt cần phải có ít nhất hai mạng trong tình huống này. Bây giờ Cọt đây rồi, một mạng đến từ Cọt, double kill đến từ Cọt, một tình huống móc máy rất hay đến từ Cọt. Và bây giờ Cọt chuẩn bị nằm xuống, Cọt nằm xuống bởi nào Cai rồi, lại là 3v3. Và bây giờ thì Tròn có được mạng của nào Cai, nhưng Kregai đang vị trí ghê rất đẹp. Ôi giời ơi, Reno di chuyển lỗi thế. Vâng, Reno di chuyển lỗi quá và Cai Z đang có vị trí ghê rất đẹp, 4 máu đến từ vị trí của Kregai. Tôi không hiểu vì sao Reno lại di chuyển một vị trí như thế nhở. Sẽ là một tình huống đặt bom thành công và bây giờ Cai Z sẽ di chuyển ra. KZ đang có rất nhiều thông tin, KZ biết hai thành viên của team BK ở đâu. Nhưng KZ lộ vị trí rồi. Và bây giờ KZ bị bắn yếu, 45 máu rồi. Và Hoàng di chuyển, Kregai nằm xuống bởi Hoàng rồi. Khó cho KZ, đó là tình huống 1v2 và tôi không tin anh có lúc thành công. Và bây giờ một mạng đến từ vị trí KZ, ngay lập tức Hoàng đổi được một mạng. Các bạn để thấy Hoàng 24 Vrak đang thi đấu rất hay bên phía team BK Tech. Tăng cơ duy nhất của team, Biter tăng cơ đều hay cả. Tỷ số là 12-14, Viking Attack vừa có một round thắng quan trọng mà bây giờ thì Cybertooth yếu tiền. Họ có thể full buy ở round đấu này. Tuy nhiên thì round đấu sau họ sẽ không thể full buy được, các bạn để nhìn tiền đây. Sau khi họ full buy đây, họ vẫn phải có bắn một UP45 lấy một 5-7. Key round của trận đấu đối với cả hai team. Team nào thua cái round này thì round sau sẽ rất yếu tiền và nếu mà thua thì sẽ hậu quả. Và bây giờ, ui giời ơi, Kregai cũng vừa có một pha xuyên táo và tí nữa thì Tròn Cọt vẫn Cọt chỉ còn có 6 máu mà thôi, một pha bắn xuyên hai player của team Viking Attack. Đẩy rất lao đến từ vị trí Kregai. Và bây giờ tiếp tục nào Kai có một tình huống đẩy ra. Reno đang là người kê trước. Tuy nhiên đó có phải một lợi thế hay không? Flash được ném ra và đang di chuyển về chiếm mid đến từ team Cybertooth. Vâng, đẩy lao đến từ vị trí của nào Kai và Reno đã có được một mạng của nào Kai rồi. Lợi thế người thuộc về team Vikingotech nhưng họ có tận dụng được hay không? Và bây giờ có vẻ như đang muốn đánh bom say. Không, tôi chưa biết là lại muốn đánh đâu cả khi đang đi 2 mid. Một mình Ti là người kê A thôi. Tròn đang cầm bom và có vẻ như đây sẽ là tình huống đánh bom xe B. Chỉ có mình KZ đang người solo B. Cọt đang được gài vào khu vực mid đây. Các bạn thấy
Và hàng về xin tỏ đẩy láo. Này thì đẩy láo này, 5 vs 3, lợi thế hơn người đã thuộc về team Viking Botech hoàn toàn rồi. Vâng, liệu họ có tận dụng được hay không? Bách về khu vực bom sai A đến từ vị trí của KZ. Vậy là bom sai B đã clear hoàn toàn. Sẽ là một tình huống clear đặt bom thành công. Nhanh lên một chút các em ơi. Vâng, vậy là một tình huống vào bom sai B dễ như kiểu ăn cám rồi. Dễ như ăn cám rồi. KZ bách về có kịp hay không? Tôi muốn xem KZ được tình huống này. Vâng, vậy là KZ bỏ hẳn lầu B. Đây là một tình huống bắt bài bom sai A. Đây là một tình huống bắt bài bom sai A. Vậy là bắt bài sai rồi. Chắc chắn tỷ số sẽ là 13-14, tôi nghĩ là như vậy, không có một tí cơ hội nào. Xếp súng đến từ team Cybertooth, họ biết họ yếu tiền và họ quyết định xếp súng ở tình huống này. Và T cũng đã di chuyển, vậy là T nằm xuống bởi cọt, nằm xuống bởi Crazy Guy rồi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 13-14 thôi. Round sau với 3 khẩu súng xếp được thì team Cybertooth họ vẫn có thể full buy bình thường. Trận chung kết đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, đúng như mong đợi của các khán giả. Vâng, một trận siêu kinh điển của cái đất Hà Nội này. Nó cũng giống như kiểu trận Real và Barca mới thi đấu vào tối hôm qua thôi. Hôm qua đi ở phút thứ 80 mấy nhỉ? 86 à? Hay 88 nhỉ? Ramos đã là người ghi bàn ấn định trận hòa giữa Real và Barca. Một bàn thắng quý hơn vàng. Và Ramos vẫn như thường lệ, vẫn là những một cầu thủ của những trận đấu lớn. Nếu mà các bạn xem nhiều những trận siêu kinh điển thì thấy Ramos ghi bàn rất nhiều. Ramos thì là một hậu vệ mà có năng hiệu suất ghi bàn rất cao. Ngày xưa thì mình nhớ cái thời mà Ramos còn... Này, cái thời mà Real Madrid có Beckham ấy, cứ Beckham tạt thì Ramos đánh đầu vào. Tôi nhiều lúc tôi đéo hiểu vì sao Ramos ngày đấy nó còn đá hậu vệ cánh cơ, hậu vệ cánh phải. Mà chả hiểu sao nó cứ một ông đá tiền vệ cánh tạt thì thấy ông hậu vệ cánh đứng mẹ trong vòng cấm nhảy vào đánh đầu rồi. Rất là dị nhân mà ghi bàn, hiệu suất ghi bàn rất đều đặn. Và bây giờ sẽ là một tình huống đánh football sai A chăng? Có vẻ như Viking Botech biết sai một chút yếu mua tiền rồi. Đang đánh lên kê đến 4A, Reno là một người duy nhất kê lầu, đang bắn 3 khu vực A-Ram gần, bách về rồi, vậy là sẽ bắn, vậy là Ico đến từ Lào Cai và xin tỏ, đánh full bomb sai A, bên kia cũng bắn hẳn 5A, vâng vậy là lấy cứng nhọi cứng rồi, 4 đánh 5, có thể đây sẽ một sai lầm lớn đến từ Viking Botech khi bên kia họ đang bắn đến 5A, vâng Reno vừa có được một mạng, một pha đẩy lầu láo không thành công của Kreika, tiếp tục cọt lại của Kreika, Lào Cai nhưng mà ngay lập tức cọt nằm xuống bởi KZ, thì có được một mạng của KZ rồi, bây giờ là tình huống 4v2. Vâng, lửa được ném ra, bây giờ tràn vào khu vực bom sai A. Vâng, Reno có double kill và Hoàng kết thúc round đầu với tỷ số 14-4. Một round Ico của team Cybertooth và round bây giờ họ mới thực sự là full bài. Vâng, một round đấu căng thẳng, bây giờ với round đấu cực kỳ căng thẳng đây các bạn ạ. Tại vì round đấu vừa rồi thì team Cybertooth họ Ico. Tỷ số với anh là 14 đều. Giờ anh em xem mà thấy kênh của ích thì có thể ủng hộ mình bằng một cách đó là subscribe kênh. Hoàng vừa có được một mạng của Crazy Guy rất sớm ở cùng mid. Một pha đấu mid ra hai captain của team. Và Hoàng đang thể hiện mình thực sự là captain của team. Một player xuất sắc. Một trong số những player xuất sắc nhất của Việt Nam thì hiện tại các bạn ạ. Và bây giờ thì bỏ hẳn bom sai B đến từ team Cybertooth rồi. Bỏ hẳn B nhưng mà nào Kai lại bách về. Xin tỏ đang là người giữ mid. Bắn 2A đến từ vị trí của CR và KZ. Vâng, lại là một cái round đấu kỳ round. Và bây giờ Cybertooth mà thua cái round này thì Cybertooth thực sự phải eco. Đối diện với xin tỏ đang là ai? Đó là cọt, cọt móc lên connector rồi. Xin tỏ có một tình huống kê connector không thành công. Và bây giờ lửa ném ra, CA đang là người đứng dưới chân lầu. Vâng, lửa chắc chắn là sẽ không trúng rồi. Tại vì CA đang đứng trên cái bục. Vâng, cọt đang bò lên, vị trí của cọt đang rất là quan trọng. Cọt bò vào. Vâng, cọt. Vậy là Hoàng vừa có được một mạng của CA trong bom CA. Tiếp tục tròn hạ gục được KZ. Xin tỏ có double kill nhưng xin tỏ đã làm số 7T rồi. Và bây giờ cọt, cọt sẽ trả một quả lửa ra. Chỉ còn mình Đào Cai thì uống 1v3 thôi. Vậy là Đào Cai đã quyết định xếp súng. Vâng, một màn comeback rất tuyệt vời từ team Viking Botech. Tỷ số sẽ là 15-14 nghiêng về phía Viking Botech trong round đấu này. Chắc chắn là như vậy rồi. Và round sau thì Cybertooth sẽ lên tactic. Tôi nghĩ là tactic sẽ là 4UP45. Tại vì theo tôi tính thì round sau thì Cybertooth họ sẽ cực cộng 2.900 tiền thì phải. Không biết có đúng không? Hoặc 3.400, một trong hai phương án đó. Vâng, vậy là 2.900 tiền. Chắc 3 round thua. 2.900 tiền, UMP45. Vâng, xin lỗi anh em là bây giờ mình mới biết cái trò này. UMP3, UMP45, full bo cũng được, cũng căng đấy. Vâng, trận round sau sẽ là round đấu cuối cùng và cũng là mắt poi của trận đấu dành cho Viking Botech. Trận chung kết đang diễn ra căng thẳng, hai bên giằng co nhau từng round đấu một. Và đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết được là ai sẽ là người chiến thắng.
Vâng, tiếp tục là một tình huống phi ra mid nhanh đến từ vị trí của Cọt. Vâng, đối mặt với Cọt đó là ai? Bên kia đúng như tôi dự đoán, 3 UV 45 và 1 Spamat đến từ vị trí của Sia. Đó là một tình huống drop súng của Nào Cai, nên Sia không cần phải lên UV 45. Đương nhiên thôi. Chiếm hoàn toàn khu vực mid đến từ Viking Protect từ rất sớm. Lại một lần nữa Cọt phản xạ nhanh đi bắn đồng đội rồi. Vâng, thanh niên Cọt có vẻ hôm nay hơi mệt rồi. Quả nết rất thấm đến từ vị trí của Sia như kiểu quân hack luôn. Ném quả nết xuyên qua smoke ăn ngay 45 máu. Và bây giờ đắn bắn 4A rồi, bom A rủng nhiều quá. Bây giờ sai một chút quyết định bắn 4A. Một mạng tham minh sai đến từ vị trí của T. T đã nằm xuống bởi xin tỏ rồi. Lợi thế người đang thuộc về team sai một chút. Không nên đánh A nữa. Vâng, đánh A từ đấy giờ thì lộ rồi. Có vẻ hơi khó cho team Viking Protect rồi. Tình huống 4v5 này. Trong khi đó thì team Saibutut họ đang bắn đến 4A ở tình huống này. Xin tỏ lại chiếm được khu vực lầu A, rất là quan trọng. Bây giờ thì team Saibutut họ đang chiếm rộng ra, họ để nhường cái vực giữa cho các thành viên team Viking Protect. Nào Cai. Vâng, Nào Cai văn quản được. Nào Cai có được một mạng của tròn rồi. 5v3. Và bây giờ Sia kết thúc được Cọt. Tiếp tục Sia bắn nó mồm hoàng nhưng Sia đã làm xuống. Nào Cai kết thúc được hoàng rồi. Giờ thì chỉ còn mình Reno thôi. 1v4 nó khó rồi. Và Reno chắc chắn sẽ nằm xuống. Reno nằm xuống rồi. Một tình huống bắn off trượt không thể chấp nhận được đến từ vị trí của Reno. Tỷ số là 15-15. Vâng, và trận đấu bây giờ sẽ tiếp tục đến với cả những round đấu overtime. Thật sự là một ngày chung kết, rất là một trận chung kết cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi. OT rồi. Đừng có làm vài cái OT là được. Thật sự là một cao thể lực rồi. Vâng, vậy là sau rất nhiều những tình huống thủng A, bây giờ thì team Cybertooth đã phát hiện ra một tàn tích mới. 3AWP. 3AWP. Nào Cai 1, Xin 1, Crazy Guy 1. Trong khi đó bên Vikingotech tại sao từ đấy giờ không có một tí nào triển khai đánh A nhỉ? À đánh B nhỉ? Cứ lúc nào Nga đánh quá là máy móc luôn. Bây giờ này lại 5A, lại 5A. Tuy nhiên thì có vẻ như Xin Thỏ với Nào Cai, Agri Cai đang về bắn một op B và một op shot. Tràn ra bom xe A rồi. Reno là một góc kê khá đẹp. Và bây giờ hàng về, Reno có một mạng của Sia gá sớm. Lửa được trả ra, bom sẽ được đặt thành công. Tròn chỉ còn có một máu. Vâng, một máu đến thì Tròn. Tròn đã nằm xuống về Nào Cai rồi. Và bây giờ thì là tình huống 4v4, bom xe A đã được chiếm. Tuy nhiên bom chưa được đặt đến từ team. Tiếp tục thì Kai Z có được một mạng của Hoàng. Vâng, Kai Z chưa có double kill khi Cọt hạ gục được Kai Z trong tình huống này. Vậy là một tình huống 3v3 chia đều cho cả đôi bên. Vâng, Reno nằm xuống bởi xin tỏ rồi. 2v3 hơi khó. Nào Cai có được mạng của Cọt. Giờ chỉ mình Ti rồi thôi. Ti nằm xuống bởi Nào Cai rồi. Tỷ số là 16-15 mà có vẻ như thực sự là cái bài đánh bom xe A của team mình Tết triển khai quá nhiều rồi. Tù quá rồi. Từ nãy giờ lúc nào cũng đánh A. Vâng, sao lại tại sao lại phải đánh A nhỉ? Không một ai bỏ ra B hay là có động tĩnh gì ở B cả. Và bây giờ tỷ số là 15-16. Tiếp tục là một tình huống đánh A chăng? 4 thành viên team Vigotech lại chiếm túc bài đánh A. Nhưng lần này có một đặc điểm khác, đó là người biter đó là Hoàng. Bộ não của team Vigotech đang tiến hành biter. Đối diện với team Vigotech đó là Nào Cai. Vâng, bên kia thì vẫn 3 off. Các bạn thấy cục xúc luôn. Chơi luôn skin. Và bây giờ chúng ta xem Hoàng có làm pha biter hay hay không. Và bây giờ vẫn đang hầu 3 bom xe A. Sẽ thì còn đánh bom xe A. Flash được ném lên. Vâng, Hoàng đã lùi lại. Và bây giờ Hoàng đang di chuyển về khu bom xe A. Lại là một tình huống setup bom xe A cơ bản chăng? Cọt và Tròn. Cọt và Tròn đang lên đây. Vậy đây sẽ là một tình huống setup 3 bom xe A cơ bản. Vâng, mình sẽ soi quả này. Trong khi đó bên này Sia xin tỏ đang là người kê. Xin tỏ đang kê off và xin đi sai. 3 quả smoke ném ra rất chính xác. Các bạn thấy không lệch 1 cm nào. Nào Cai định nhảy qua smoke luôn. Nào Cai định nhảy qua smoke luôn. Tuy nhiên đó là một quả lửa trả ra rất tốt. Xin tỏ là một góc đứng rất đẹp. Và xin tỏ có được mạng của Cọt rồi. Vâng, một tình huống nhảy hẳn lên nóc để đấu skin. Double kill từ vị trí của xin tỏ. Triple kill dễ dàng. Ti đổi được một mạng của xin tỏ vào đôi. Trước khi Crazy Guy và Sia có được cho mình hai mạng của Redo là Ti. Không phải lỗi anh ơi. Vâng, tỷ số bây giờ là 15-17. Không, đập ra cạnh nữa đúng không? Đập ra cạnh. Nó làm nó nhảy lên nó không nhìn cái gì. Thằng sĩ đỏ nó nhảy lên là tầng 2 mà. Nó nhảy lên là nóc rồi. Tỷ số bây giờ là 15-17. Và bây giờ yếu tiền đến từ team Viking Botech. 33 mạng đến từ Crazy Guy.
28 mạng đến từ vị trí của Hoàng. Đẳng cấp của hai player đã được thể hiện. Và bây giờ là một bài ra mid cơ bản. Tại sao thì Viking ra mid rất dễ, rất là chuẩn. Tại sao họ lại không ra mid nhỉ? Từ nãy giờ họ cứ bỏ về đến Nga. Thực sự là một cái tactic của tôi rất là khó hiểu. Bây giờ một quả nét được ném ra và Hoàng mất cho mình 20 máu. Vâng, Reno đã vào được nhà shot rồi. Reno sẽ đối đầu với KZ. Vậy là KZ cấu được 30 máu đến từ vị trí ấy, của vị trí của cọt. Một quả smoke shot được trả ra. Vâng, smoke có vẻ lỗi rồi. Vậy là một quả smoke shot lỗi đến từ vị trí của nào cai. Mid đang được control hoàn toàn bởi team Vikingotech. Bây giờ thì bom đang được di chuyển về B. Sau rất nhiều nhà đánh A thất bại, Crazy Guy đẩy lầu. Crazy Guy đẩy lầu. Vâng, nào cai. Vậy là ba thành viên team Vikingotech nằm xuống quá sớm. Giờ thì tròn chuẩn bị hạ gục rồi. Tròn nằm xuống bởi Crazy Guy. Giờ thì còn mình Ti mà thôi. Có rồi, Ti có được một mạng của Crazy Guy. Tuy nhiên thì 4v1v4, không có cơ hội cho Ti gì cũng này. Cầm dao chạy về bom xe. Nhưng mà tôi không có hy vọng gì cho lắm. Thực sự là team Vikingotech tự nhiên họ lại thi đấu rất là tù. Quá là tù luôn. Tại sao nhỉ? Tại sao lại tự nhiên cứ set up full bom xe? Tại sao? Và bây giờ thì Ti đối mặt với CA. Ti đã nằm xuống với CA. Tỷ số là 18-15. Và chỉ một round đấu nữa thôi. Mắt boy bây giờ là dành cho Cybertooth. Một round đấu nữa thôi là chiến thắng ở map thi đấu đầu tiên sẽ là thuộc về team Cybertooth. Map thi đấu Mirage. Mình kia sắp ăn rồi. Và bây giờ thì Vikingotech cần phải nuôi hy vọng bằng cách thắng cả 3 round OT này bên phía CG Sai. Liệu họ có làm được hay không? Vâng, đội hình của team Cybertooth đã được dàn trải khá rộng. Hai đi khu vực lầu bên từ CA và Crazy Guy. Nào Kai là người kê mid. Xin thỏ bây giờ đã di chuyển ở mid. Một mình KZ là người đi khu vực lầu A mà thôi. Sẽ một tình huống chiếm mid và đánh lên shot chăng? Set shot vào B chăng? Tôi nghĩ là như vậy. Chiếm mid vào shot vào B. Khi mà nó có 2 đi ở đây và 2 đi ở đây, liệu có là một phương án như thế không? Trong khi đó thì Vikingotech họ đã bắn đội hình cơ bản 2A, Hoàng và Ti là người bắn A. Cọt là người đứng ladder. Tròn được chuyển sang B bắn cùng Reno và Tino. Trong cái đao đấu này, một quả flat mid rất hay đến từ vị trí của Cọt. Chắc chắn là trắng. Chắc chắn là như vậy rồi. Crazy Guy chỉ còn 14 máu và thôi. Và Crazy Guy chuẩn bị nằm xuống bởi Reno. Vậy là Reno có đúng không ạ? Crazy Guy tỷ số tình huống bây giờ là 5v4. Vậy là Ti có một cái góc kê rất là cường skin. Sẵn sàng đấu skin hay to luôn. Một cái góc mà thực sự là thế giới tôi thấy người ta không dám kê như thế. Thế giới dám chả dám kê như thế. Có vẻ thanh niên Ti tuổi trẻ tay cao. Và bây giờ thì Hoàng với Ti đang cương skin luôn. Cả hai người cùng cương. Và tròn đẩy B rồi. Biết B clear. Chắc chắn sẽ là một tiếng đánh bom xe A. Vâng, chắc chắn sẽ đầu tiên đánh bom xe A. Một mạng đến từ vị trí của Ti. Ti chuẩn bị nằm xuống rồi. Ti nằm xuống ở vị trí của KZ. Nhưng Hoàng đổi ngay được một mạng của Ti rồi. Hoàng đổi được mạng của KZ. Tiếp tục Ti. Ui rồi ôi, Ti đã nằm xuống. Và như vậy là Ti vừa nãy không chết. Và bây giờ thì uống 2v3. Bom đã đặt thành công. Nhưng mà xin thỏ với cả CA không có vị trí đứng đẹp cho lắm. Vậy là một pha vẩy rất ảo đến từ vị trí của Nedo. Vâng, tròn đã kết thúc cuộc. Xin tỏ tỷ số là 16-18. Một round thắng quan trọng đến với team Vikingotech. Vâng, Reno vừa có một tình huống vẩy ọp rất ảo. Đúng rồi, các bạn để thấy. Hay. Vâng, và với tôi là không cầu mong là trận đấu diễn ra những OT tiếp theo đâu nhé anh em. Đang thể lực vãi lồn. Mai chắc tôi đi làm, tôi ngồi im thì đéo nói được câu gì nữa. Và bây giờ Hoàng chuyển sang bắn mid. Reno là người được chuyển sang bắn khu vực lầu B. Sau khi một khoảng thời gian Reno bắn ở khu vực mid khá tệ. Một quả lửa được trả ra đến từ vị trí Ti xa của tròn á. Lửa tròn ném răng cờ ra. Không, đấy là chặn đất shot. Kiểu như là mid nó không nhìn được ấy. Nó báo là không biết shot đất hay không. Thằng này ra muộn nên nó cứ ném lửa luôn. Và bây giờ một câu hỏi đến từ vị trí của Reno. Reno sẽ đối đầu với ai? Đó là CA. Vâng,
Vâng, Sia sẽ là người đối đầu Reno. Và bây giờ đội hình của Saibutut vẫn đang diễn ra rất cơ bản. Một đội hình kê rất cơ bản. Và bây giờ thì bom đang được chuyển di chuyển về khu vực bom sai. À không, xin thỏ đang cầm bom chạy như vận động viên thể dục dụng cụ. Anh chạy về A và bây giờ anh lại vòng về B. Có vẻ đang được tập thể dục. Vừa thi đấu kết hợp tập thể dục. Tại vì tầm này thì cũng là tầm 7 giờ chiều. Vẫn có thể đi tập thể dục được. Sẽ là người đánh bom sai B. Và Reno là một góc kê, các bạn để thấy. Một góc kê. Vâng, góc kê này thì không thể pick được Reno và chỉ có Reno đi pick người ta thôi. Trong khi đó ở trong bom, đang là vị trí của còn. Chạy qua thì không thể bắn được nhưng walk qua thì sẽ ăn. Tròn sẽ là một người nhảy trích. Và đây sẽ là một tình huống full bom, bom sai B. Tôi cho các bạn thấy đấy. Vâng, bom được ném dâm trời luôn. Úi giời ơi. Kín bom, full bom sai B. Đấu súng xảy ra. Úi giời, kín mít luôn. Reno có được một mạng của KZ. Hoàng với Tròn có cho mình hai mạng. Tròn làm xuống. Reno lại tiếp tục có được mạng của CA với quả bom lửa. Vâng, quả bom lửa rất chất lượng và cuối cùng Hoàng đã kết thúc cuộc đào cai với đấy. Vâng, ném ba quả smoke, kín mít bom sai B luôn. Và Flash được ném ra. Mỗi tội là full bom chả để làm gì cả khi mà đó là một tình huống chạy qua bom lửa không thực sự hợp lý. Gặp lửa mà vẫn chạy qua và khiến cho các thành viên của team Saibutut nằm xuống. Vâng, một quả bom lửa của Reno thôi mà đã có cho mình double kill. Và bây giờ yếu tiền đến từ team Saibutut rồi. Có vẻ như là lại là một pha comeback đến từ Viking Gotech. Căng vãi cả lồn và tôi cũng mệt vãi cả lồn anh em ạ. Tỷ số đang là 17-18. Và bây giờ chiếm mid đến từ team Viking Gotech. Úi giời ơi, lại lửa được ném ra rất đúng nhà mình đến từ Viking Gotech. Không chiếm mid được từ Saibutut. Họ đang đi đến 3 mid, tràn ra mid rồi. Như vậy khu vực mid đã được control hoàn toàn. 4 mid rồi đến từ team Saibutut. Mid đã được control hoàn toàn với Saibutut. Tuy nhiên thì để làm gì khi mà team Viking Gotech họ đang làm một cái vành đai. Các bạn thấy họ đang vành đai, họ bắn hẳn 3 trong sai A, 2 trong sai B và họ bỏ hẳn mid. Họ không quan tâm đến mid nữa. Hoàng sẽ là một tình huống, có một tình huống nhảy lên check. Và tôi sẽ cho các bạn thấy tình huống check của Hoàng này như thế nào. Vâng, một góc kê off rất hay đứng trên nóc. Đây là một cái góc kê mà pro player thế giới thường làm. Cọt đẩy xuống A-Ram, biết là A-Ram clear và cọt chuyển nấp sát ra ngoài. Đây rồi, góc kê rất đẹp đến từ cọt. Đừng đẩy nữa cọt ơi, đừng đẩy nữa. Vâng, cọt đang có góc kê rất đẹp. Trong khi đó người còn lại đó là ai? Đó là Ti. Vâng, Ti đang có một góc kê trên lầu B. Lầu A cũng hay khá kém. Bây giờ một mạng đến từ vị trí của cọt rồi. Ti chuẩn bị có hàng. Ti nghe đấy rồi. Bây giờ Ti cũng có cho mình một mạng của KZ 5v3. Lợi thế người đang thuộc về hoàn toàn rồi, về team Viking Gotech. Và bây giờ thì lợi thế của họ rồi. Hoàng cần phải nhảy xuống, Hoàng cần phải bắn chắc chắn hơn. Và bây giờ nghe thấy đến từ vị trí của Ti rồi. 5v3. Bom đang sang B. Reno vừa có cho mình double kill gạo cục xin tỏ lên Craig Guy. Vâng, bộ đôi rất díu nhau sang B nhưng không thành công khi gặp cây cả cứng Reno và Tino. Và cuối cùng Ti kết thúc round đấu với tỷ số 18 đều, double kill. Vâng, lại OT rồi. Tôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Lại OT tiếp tục rồi. Anh xem sắp anh em xem kênh stream mà thấy kênh stream có ích thì có thể ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh và like nhé. Mình xin cảm ơn. Vậy là kênh của 500 anh em như vậy là sắp được 1.000 subscribe rồi. 981 con số mình vừa xem qua. 1.000 đó sẽ là một cái kỷ niệm rất đẹp. Và bây giờ, vâng, quả lửa ra hơi nóng đến từ vị trí của Sintor. Tỷ số đang là 18 đều và chắc chắn nó sẽ phải sang OT. Và bây giờ thì lên được sai và tút chuyển sang set up full bom sai A. 3 thành viên CA và Sintor và Đào Kai. Trong khi đó cây KZ sẽ là người đi lầu một mình. Ti sẽ là một vị trí quan trọng, rất là quan trọng của bom sai A rồi. Full bom, Ti trả lửa thôi. Vâng, trả lửa đến từ vị trí của Ti. Một quả lửa rất chính xác, tả lên một quả sớm ốc nữa. Vậy là Ti sẽ có một cái góc di chuyển rất rộng trong khu vực bom sai A của tình huống này. Một quả sớm ốc hơi one way. Vâng, chạy qua bom lửa đến từ vị trí của nào cay. Bây giờ hở chân đến từ vị trí của Ti. Ti hơi non kinh nghiệm rồi. 4-5v4 lợi thế người thuộc về Saibutut. Bom đã được đặt. Và bây giờ vâng, rất là đáng tiếc, bom đặt kỳ đó hết sớm ốc. Vậy cài Z với Đào Cai vừa có cho mình hai mạng. Sia hàng gục được cọt nhưng mà cọt chỉ lấy được một mạng của Đào Cai thôi. 1v3, Reno khó cho Reno rồi. Vậy Reno sẽ xử lý như nào? Liệu là có vào clut không? Một mạng đến từ Reno và Tino. Vâng, 1v2, có cơ hội. Vâng, biết cả hai thành viên team Saibutut trong bom rồi. Và bây giờ Reno sẽ xử lý như nào? Sẽ đấu skin chưa? Một quả lửa ném ra, chính xác rồi. Quả lửa ném ra, bây giờ KZ đang nhoi ra. Và bây giờ, Reno. Vâng, Reno có clut được thành công hay không? Tôi đang chờ đợi điều đó, một pha clut đến từ Reno. Reno có smoke, có smoke, có thể gỡ được bom. Chúng ta sẽ xử lý Reno và Tino. Một quả smoke được ném ra rất hay. Búp flash, có búp flash hay không? Reno còn hai quả flash nữa.
Và Đeo đang xử lý. Tiếp tục một quả flash ném ra, gỡ luôn bom ra. Vâng, gỡ bom rồi. Có vẻ không phải là một tình huống gỡ bom fake. Và bây giờ Dedo đã làm xuống tỷ số là 19-18. Một pha setup pull bomb sai A thành công đến từ team Cybertooth. Vâng, Ti có một tình huống khá là non trong tình huống vừa rồi. Tại sao lại ngồi cái khe đấy nhờ, cái khe đấy lại hở chân. Còn Smoke thì nó không hẳn là one way mà nó lại hở chân. Và Ti là người thiệt hơn khi mà bị nhìn thấy trước tình huống đó. Và bây giờ vẫn là một round full bài. Vì Kingtech mà thua round này thì họ sẽ yếu tiền. Họ sẽ thua liền 3 round thôi. Ta hãy xem. Được, một round solo bom xe A không thực sự tốt của Ti. Và bây giờ nhìn thấy đến từ nào cay. Còn đang đẩy vào gần. Vâng, đẩy A-Ram không thành công đến vị trí của Cọt. Như vậy là CR đã có được mạng của Cọt rồi. Lợi thế hơn người đang thuộc về team Viking Cybertooth. Và bây giờ họ setup full vào CR rất là nhanh các bạn thấy. Tốc độ setup full vào CR rất nhanh. Một quả smoke che shot được ném ra đến từ vị trí Kregai. Kregai đang là người bài tờ của mid. Kregai có được mạng của Hoàng rồi. Bây giờ là 3v5 và đỏ máu đến từ vị trí của T. Khó rồi, Kregai có double kill cho riêng mình. Game dễ rồi. Lần này tôi không nghĩ là Viking Tech có thể gượng dậy được. Tỷ số chắc chắn sẽ là 20-18 nghiêng về phía Cybertooth thôi. Khó xếp súng đến từ vị trí của Tròn và Ti. Round sau là last round của GoodHap rồi. À, có xếp được hay không? Cơ đây đi gai có được mạng của Tròn, dù Tròn là người bắn trước. Và bây giờ Ti với 2-3 máu và chuẩn bị nằm xuống. Không thể xếp súng thành công, chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ là như vậy thôi. Vâng, Ti chắc chắn sẽ nằm xuống. Ti nằm xuống rồi. Tỷ số là 20-18 nghiêng về phía Cybertooth. Tỷ số là 20-18 nghiêng về phía Cybertooth trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ yếu tiền đến từ team Vikingotech. Vâng, T đang là có một pha đẩy Turner. Vâng, đẩy mid rồi, đẩy mid đến từ team Vikingotech trong round đấu này. Như vậy là một mạng đến từ vị trí của T. Và bây giờ thì nào Kai xin tỏ có cho mình hai mạng của T và còn 5v3 và 4v3 và Tròn chỉ còn có 12 máu. Khó cho team Vikingotech rồi. Khá là khó cho team Vikingotech. Vâng, và bây giờ thì họ đang bắn kẹp hai nối đến từ vị trí của Reno và Hoàng. Đang back về đánh bom sai A đến từ Cybertooth. Hoàng và Reno sẽ là hai người bắn nối. Tròn với 12 máu sẽ solo B ở tình huống này. Đang có một tình huống nhìn chéo lên khu vực lầu B. Trong khi đó thì cả năm thành viên Cybertooth đang đi lầu A. Cả năm luôn. Bỏ không đi RAM, sợ khu vực A RAM có người đẩy. Reno đang là người móc ngược lên khu vực bom sai A. Hoàng đang là người duy nhất solo bom sai A ở tình huống này. Và Hoàng đang góc kê khá là dị. Các bạn thấy một góc kê khá là dị thật sự. Mà bây giờ biết rồi, Hoàng biết rồi. Hoàng bắn trượt và Hoàng lùi ngay. Hoàng lại đổi sang góc kê khác. Vâng, thấy rồi. Và bây giờ Hoàng lùi lại, khó cho Hoàng rồi. Vậy là sẽ một tình huống đặt bom A. Không, một tình huống chạy về B chăng? Vậy làm gì vậy, quên đặt bom. Như vậy là quên đặt bom thì đúng hơn. Reno đang một tình huống móc máy. Và bây giờ thì Hoàng nằm xuống rồi. Giờ thì khó, 1v2v4 và Reno bắn trượt và Reno cũng bị a gục. Tròn cũng đã nằm xuống rồi, tỷ số là 18-21. Chỉ một round đấu nữa thôi là Cybertooth sẽ chiến thắng ở map thi đấu Mirage này. Vâng, nhưng mà ở ba cái mắt poi vừa rồi thì họ đều thất bại. Không biết lần này mắt poi của họ có chiến thắng được hay không. Chúng ta hãy nhìn qua. Crazy Guy bắn đến 37 mạng trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Trong khi đó bên này Hoàng cũng có cho mình 31 mạng. Và bây giờ thì tiếp tục Vikingotech lại phải trong thế bám đuổi. Lại phải 3 round thắng nữa để nuôi hy vọng tiếp. Thôi anh em ơi, mà no tê nó vừa vừa thôi. Đừng có giết Carter như thế này. Anh em xem được stream ai rảnh thì lên Facebook có cái bài trên VSGO chấm bọn mình một cái. Mình xin cảm ơn. Và bây giờ hai bên đổi, hai team đổi bên. Tiếp tục chiếm mid rất nhanh đến từ team Vikingotech. Bây giờ thì họ đã tìm ra phương án khác rồi. Reno, Hoàng và Cọt là ba người triển khai ra mid. T là người kê lô A đẩy, Tròn là người đang kê cùng A-Ram. Và Cọt đang di chuyển lên cục nối rồi. Cọt đang có một góc đứng khá đẹp. Và bây giờ Cọt đối mặt với cả Xin tỏ hạ cũng được Hoàng. Vâng, nhưng mà không ai biết Cọt ở đây. Bây giờ Cọt đang xếp một tình huống móc máy và các bạn hãy xem.
cọt đối bạn xin tỏ, cọt các bạn không? Bây xin tỏ bắn lỗi. Và bây giờ cọt cọt lùi lại, cọt nằm xuống và xin tỏ rồi. Và lại thì huống 3v5 khó đấy, thành viên mình có cách gọi liệu đây có là round đấu GG hay không? 3v5 và cần phải tỏa sáng. Một mạng đến từ Redo Vazino. Vâng, Redo đang khởi đầu cuộc lộn ngược dòng cho team Vikingotech. Liệu các thành viên còn lại với Tròn T có kết hợp cùng Veneno để trận đấu này thành một cái round thắng dành cho Vikingotech hay không? 3v5. Tiếp tục thì Grey Guy lại con pha đẩy lầu B, các bạn thấy. Clear lầu B rất sớm và các thành viên Cybertooth chỉ việc bách về đánh Mosea mà thôi. Khá là đơn giản. Vâng, Reno đang là người bò lên. Reno đang là bò lên nối. 3v4 và Reno móc được không? Reno có đó, bạn có xin tỏ rồi. 3v3, Tròn T hạ gục được CA. T hạ gục được CA nhưng nào cài lấy được mạng của T. Và bây giờ Tròn biết rồi. Tròn đã headshot được dành nhưng nào cài rồi. Vậy là cuối cùng thì Reno kết thúc round đấu xuất sắc của mình với Triple Kill. Tỷ số là 19-21. Vâng, một round đấu thực sự là xuất sắc đến từ vị trí của Reno Atino. Vậy là 3v5. Vâng, một vào đấu 3v5. Thôi các anh yên có vẻ muốn giết tôi rồi, hai team này muốn giết tôi rồi. Trận đấu chung kết đã diễn ra quá là căng thẳng trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng. Và bây giờ video này phát từ được mấy tiếng vậy? 12 tiếng trước à? Đi phát từ sáng, em sợ bị bản quyền. Từ sáng mấy ông bật mấy cái video với ba bẩn YouTube lên. Bị đặc quyền thì tạo ra tầm vả cho mấy cái thằng bật kinh sập chim này vỡ mồm. Vậy Hoàng có được một mạng của xin tỏ khá sớm ở khu vực mid rồi. Tròn vừa hạ gục được vị trí của Sia. 5v3 nào cai chỉ đổi được một mạng của T rồi trước khi Hoàng với Tròn có cho mình hai mạng của Kray và nào cai. Bây giờ là tình huống 4v1 rồi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 20-21. Chỉ một ra đấu nữa thôi. Và bây giờ úi giời ơi, hai anh niên đi qua nhau như chưa đừng quen. Kai Z lấy được mạng của Reno và sẽ xếp thành công khổ học. Tuy nhiên round sau sẽ một round yếu tiền đến từ team Cybertooth. Ôi hỏng rồi, nguy cơ là trận này overtime lắm, lại overtime nữa rồi. Chung kết diễn ra căng quá anh em ạ. Chết tôi rồi. Hỏng tôi rồi. Vâng, KZ có được một mạng của Tròn. Và KZ có lẽ sẽ xếp thành công khẩu AWP. Vâng, có vẻ như chuẩn bị trận đấu sẽ diễn ra đến cái OT thứ 3. Lượng khán giả đang đứng xem rất đông. KZ có xếp xuống hay không? KZ đối mặt với Hoàng. Vâng, KZ có vẻ như chào quả smoke và có vẻ sẽ được xếp xuống thành công đến từ KZ. Hoàng đang cố gắng bắt súng. Hoàng còn khá nhiều tiền. Bây giờ Hoàng bắn rất ảo thì không rồi. Hacker. Vâng, Hacker bắn sơ bao qua smoke với cầu PA50 kết thúc được thành viên KZ. Tỷ số là 20-21. Và bây giờ thì yếu súng, rất yếu súng đến từ team Cybertooth rồi. Các bạn có thể thấy 1 CZ75, 1 57, 2 UP45 và nào cai cũng lên cho mình một cầu CZ75 nữa. Họ không còn tiền. Sẽ là một tình huống setup full bomb side đến từ team Vikingotech. Họ đang đứng 3, bên này đang bắt bài với tình huống 4B. Vâng, chỉ bom A từ nãy giờ cứ thủng thôi. Rất là khó hiểu Cybertooth, từ nãy giờ họ bắn đến 4A vẫn thủng, 5A cũng thủng. Bom xe A đang là tử huyệt của Cybertooth. Và bây giờ nào cai đấu súng với cọt. Hoàng đang có tình huống móc máy thành công từ sót vào. Ui giời ơi, một mạng. Vâng, đi chợ đến từ vị trí của Hoàng rồi. Tiếp tục thì sao? Double kill đến từ vị trí của Hoàng rất dễ dàng. CA đổi được một mạng của Hoàng nhưng bom xe A đang hơi bị khó chống khi mà đã lộ vị trí. Và bây giờ Reno sẽ đối mặt với CA. Ui giời ơi, đóng thẳng vào mồm CA thôi. Chắc lại OT3 thôi. Thôi hỏng tôi rồi. Tiếp tục thì double kill đến từ vị trí của Reno và trận đấu sẽ bước sang OT thứ 3. Vâng, như vậy là Cybertooth vừa mất cho mình 6 cái mắt poi. 6 cái mắt poi ở cả hai bên CD side và T side, một điều rất là bất ngờ. Họ thắng 3-0 và sau họ lại để 3 đều. Tiếp tục họ chuyển sang bên kia, họ thắng 3-0 và họ vẫn lại để 3 đều. Hoàng đang có ra đấu xuất sắc, đang dần cân bằng Crazy Guy rồi. Crazy Guy đang có một vai trò khá hay, đó là đẩy B. Tuy nhiên thì ở B đéo có ai. 4 thành viên còn lại của team Cybertooth đều bắn A. Tuy nhiên thì bom xe A vẫn thủng như thường lệ. Vâng, 4A cũng thủng. Crazy Guy có lẽ đang đập bàn ở trong vòng thi đấu thôi. Em nó chắc đang tức điên lên rồi. Vâng, bom được vứt khá là điệu nghệ. Và bây giờ chúng ta hãy xem
đang triển khai đội hình cơ bản 2-1-2 đến từ team Viking Votech. Cybertooth thì đang triển khai đội hình cơ bản đối với họ rồi, 3-1-1. Vâng, một ta tích mà thế giới không bao giờ dám dùng. Nhảy xuống thẳng, check cống đến từ vị trí của vâng Reno có đó bạn, Crazy Guy rồi. Một tình huống phân bích thành công và bom xe B đã clear. Reno biết điều đó, chắc chắn Reno biết điều đó rồi. Và bây giờ back về đến từ team Cybertooth. Orb đã được kê từ vị trí của Hoàng, nhưng Bunny rất tốt đến từ vị trí của Sia. Sia đang tràn vào. Vậy là KaiZ con đồng mạng của tròn. Reno hạ gục Sia thành công. Lại là lợi thế, lại là một lợi thế nữa, 4v3. Bây giờ xin tỏ smoke được ném ra khá khó chịu. Và Reno đang có một góc kê rất đẹp, móc máy đến vị trí của Cọt hay chăng. Cọt đang có tình huống móc máy. Reno có cho mình triple kill. Ra đấu này Reno đang bắt đầu bay rồi. KaiZ chuẩn bị đối mặt với Cọt. Vậy là Cọt nằm xuống bởi KaiZ rồi. Sẽ là một tình huống xếp súng đến từ team Cybertooth. Vậy như vậy là sẽ là xếp súng thôi khi mà, nhưng mà không được rồi, KaiZ nằm xuống bởi Hoàng. Nào Kai với 18 máu thì em sẽ đi đâu đây? Bom Jackson sẽ được đạt thành công và tỷ số sẽ là 22-21 nghiêng về phía Viking Votech trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, đây là trận đấu bo 3 và đây là map thi đấu đầu tiên. Hai team này nó đang chơi tôi anh em ạ. Chung kết căng thẳng quá, anh em ai rảnh thì lên group VNCSGO chấm hộ mình cái bài trên group cái. Để cho anh em nào muốn xem thì người ta có thể biết để người ta vào link thôi. Và bây giờ thì chỉ có một mình nào cai xếp cho mình khẩu họp. Tỷ số với anh là 22-21 nghiêng về phía Viking Votech sau round thắng này. Ở round sau thì team Cybertooth họ vẫn có thể full buy bình thường. Vâng, full buy đến từ team Cybertooth. 4 khẩu M4A4. Vâng, Cybertooth họ skin rất to và họ bắn cho mình đến 4 khẩu M4A4. Một khẩu AWP, không có một ai bắn M4S cả. Và bây giờ tiếp tục là cái tactic không, lần này thì họ bắn 3-2-B, bỏ hẳn mid luôn. Trong khi đó thì team Viking Votech họ đang set up full bomb site A. 4 thành viên của team Viking Votech đang set up full bomb site A. Hoàng tiếp tục là thành viên bay giờ trong tình huống này. Tuy nhiên khó cho Hoàng rồi, Hoàng sẽ đối đầu với Nào Kai. Nào Kai có một trong mình phù hợp, trả một quả lết, trả lửa được ném lên. Cọt bây giờ còn 64 máu. Và bây giờ Nào Kai có được mạng của Hoàng, một pha fighter hơi sai thăm minh với vị trí của Hoàng. Và bây giờ là 4A, khó rồi. Biotech tràn làm sao ra, bây giờ mà tràn ra A thì quá là giỏi luôn. Không nghĩ là sẽ tràn ra A. Xin tỏ có được một mạng của Cọt. Tiếp theo thì tròn đổi được một mạng xin tỏ thành công. Reno có được mạng của CA rồi. 3v3, pha đổi mạng rất là tốt đến từ Biotech. Và bây giờ bên kia KaiZ chỉ còn có 8 máu mà thôi. KaiZ triển tò mò một tí rồi thì KaiZ sẽ nằm xuống. Hoặc một quả nết đến từ một vị trí nào đó. Tuy nhiên thì không có một thành viên nào có nết cả. Flash được ném ra, hai nối, một mạng đến từ KaiZ. Bắn luôn là Zino. Vâng, tỷ số có lẽ sẽ là 2-2 đều. Chắc chắn sẽ là 2-2 đều rồi. Vâng, Reno có một mạng nhưng Reno 8 máu thì không có cơ hội cho Reno tình huống này. Tôi không tin là Reno có thể clutch. Reno mà clutch thì có vẻ như Cybertooth họ sẽ nghỉ game luôn. Cần gì phải thi đấu nữa. Đúng vừa rồi. Rất là đáng tiếc của Reno và Tino. Một tình huống 1v3 và Reno xử lý khá là hay. Tỷ số là 2-2 đều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến round đấu cuối cùng của Good Hap này rồi. Full buy đến từ cả hai team, đó là điều đương nhiên. Anh em ai rảnh vào chấm bài nhá. Và bây giờ tiếp tục là một tình huống setup bom xe A chăng khi mà tôi thấy thanh niên Ti lấy vết từ rất sớm. 200 mít đến từ vị trí của Cọt và Hoàng. Reno là người đang đi lầu B. Tiếp tục Crazy Guy sẽ là người ngắm lầu B không? Crazy Guy lần này cầm M4 lên lầu B. Crazy Guy giống yệt Hoàng ở trận đấu này là đều bắn lầu B. Khu vực có thể coi là một cái khu vực rất là khó. Các captain thì ở các team thì thường đều bắn lầu B. Đấy, tôi thấy MSL cũng bắn lầu B. Và bây giờ Ti đối mặt với cả KaiZ, một quả flash ném ra. KaiZ đã đứng gần. Thanh niên Ti hạn chế rút bom thôi. KaiZ đang có góc kê khá đẹp và bây giờ KaiZ có cho mình double kill. Vâng, một pha cover rất kém. Nào Kai hạ gục được Cọt rồi. 2v5 và không có nhiều cơ hội. Bây giờ thì sao? Hoàng có cho mình mạng CA. Hoàng nhưng Nào Kai Reno chỉ đổi được một mạng của CA mà thôi. Trước khi bị hạ gục bởi Nào Kai, bây giờ thì cũng 1v3 và bom rơi khu vực A-RAM. Khó, quá khó cho team Viking Votech trong tình huống này. KaiZ đang làm cái trò mèo gì thế này.
Vậy là các anh viên team VinTech Cybertooth đang bắt đầu bắt bài. Hoàng, Hoàng có một mạng rồi. Hoàng có đắp một kill hay không? Hoàng nằm xuống 19 tỏ tỷ số lai bài 2 dành cho team Cybertooth. Một round đấu rất đáng trách đến từ hai thành viên D-Ram. Không nhấn nhá gì cả, bò thẳng lên và chết cả đôi. Đi cái khu vực A-Ram nên là phải nhá khá là nhiều để check. Tôi không hiểu vì sao cả. Tỷ số bây giờ là 23-22 và bây giờ là OT Overtime thứ 3 của trận đấu ngày hôm nay, trận đấu chung kết. Trận đấu gì? Map 1 đến giờ này còn chưa xong thì không biết map 2, map 3 nữa thì chắc tôi chết, chắc tôi chết. Sẽ là một tình huống rớt B từ side một chút hay sao? Tôi có linh cảm như vậy. Không, đó là một tình huống đánh bom side B chậm. Như vậy theo tôi đoán sẽ là một tình huống đánh set up full bom side B. Đi đầu đang là KZ. Và một quả lửa ném ra, tràn hàng qua lửa rồi. Nghe thấy đến từ vị trí của Tròn. Bây giờ chúng ta hãy xem Tròn xử lý như nào. Tròn chả còn hết đau, còn hết khá là đau. Và Tròn có sống được trong tình huống này hay không? Vâng, Tròn đang di chuyển khá là quay. Sia có được mạng của Tròn và bom side B đã clear. Một tình huống đánh bom side B rất đơn giản đến từ team Cybertooth. Và bây giờ thì khó cho team VinTech rồi. Tỷ số có lẽ sẽ là 24. Có lẽ sẽ là 24 thôi. Không thể cứu được bom trong tình huống này. Tôi khẳng định không cứu bom được. Không thể cứu được bom. Xếp súng đến từ team VinTech trong tình huống này sẽ là một tình huống xếp súng. Vâng, tỷ số sẽ là 24 và mắt voi tiếp theo lại dành cho team Cybertooth. Ngày hôm nay thì team Cybertooth họ đang có quá nhiều mắt voi. Đây là game thi đấu thứ nhất trận đấu ngày hôm nay. Đang xếp súng đến từ VinTech rồi. Một tình huống Tròn solo B không thành công. Tròn trận đấu thi đấu ngày hôm nay đang khá là tròn, 16 chết 34. Hiệu suất của anh đang là 50%. Bên kia thì Cray Guy 39 mạng, Hoàng cũng có cho mình 39 mạng. Reno có cho mình 34 mạng trong trận đấu này. Bên Cybertooth họ thi đấu đều nhau hơn khá nhiều. Vâng, và bây giờ tiếp tục là mình muốn control mid đến từ team Cybertooth. Nhảy qua, bắn trúng chân rồi. Nào Kai yếu máu và bây giờ nào Kai phi thẳng lên. Vậy là một pha mid lên shot rồi. Thấy rồi, Tròn đã thấy rồi. Nào Kai ăn quả lửa. Nào Kai còn 4 máu mà thôi. Vâng, quả nết này ném ra. Và nào Kai chuẩn bị nằm xuống. Ui giời ơi, vâng, tí nữa thôi thì nào Kai đã nằm xuống rồi. Và bây giờ spawn qua smoke. Các thành viên team Cybertooth đang bị chặn lại khu vực shot và không có khỏe cho lắm. Reno cần phải tỉnh táo hơn trong round đấu này. Và Reno, vậy là cọt Reno và Hoàng vừa có cho mình 3 mạng. Tiếp theo Cray Guy đổi được mạng Hoàng trước khi Tròn hạ cùng KZ. Cray Guy có cho mình double kill nhưng có được mạng của Tròn 1v3. Tuy nhiên hơi khó cho Cray Guy tình huống này. Vâng, và bây giờ chúng ta xem Cray Guy pro player xử lý như thế nào tình huống 1v3 này. Và bây giờ Cray Guy nằm xuống 7 T rồi, một tình huống headshot rất tốt của thanh niên T. Theo tôi nhận xét thì T có một cái skin cá nhân rất là chắc, pha kê tâm và bắn vào mồm rất là chắc chắn. Và tỷ số bây giờ là 23-24. Tỷ số bây giờ là 23-24. Tiếp tục là một mắt boy khác dành cho team Cybertooth. Thôi hỏng tôi rồi, địt con mẹ chúng nó lôi nhau đến overtime thứ tư rồi. Ôi trời ơi, thảm họa của nền CSGO Việt Nam. Một trận đấu kinh điển, một trận đấu siêu kinh điển. Có vẻ như overtime thứ tư rồi. Bây giờ thì Cray Guy có được mạng còn từ rất sớm. Và tôi đang hy vọng trận đấu sẽ kết thúc. Tôi đang hy vọng rồi lợi thế hơn người có tận dụng được hay không. Cybertooth hôm nay có mấy lần họ hơn người 5v3 rồi mà họ vẫn thua. Và bây giờ có lợi thế hơn người được hay không? Một quả flash được dàn ném ra. Và bây giờ bom đang di chuyển về. Hoàng đang có một tình huống đẩy lầu B rất hay. Và tôi sẽ soi Hoàng. Úi giời, Hoàng nghe thấy rồi. Chắc chắn Hoàng biết đánh bom xe A. Như vậy là tình huống bất bài đánh bom xe A đến từ vị trí của Hoàng. Không, nhưng bom đang di chuyển về. Hoàng một mạng. Hoàng có double kill. Vâng, Captain Hoàng lên thi đấu quá là xuất sắc các bạn đấy. Lấy đẩy lầu B, lấy thông tin và sau đó thì làm đôi. Nết, ui dồi ôi, nết vào thẳng mồm thanh niên xin tỏ rồi. Xin tỏ ăn quả nết vào, hiểu con mẹ cả tiếng Việt luôn. Và bây giờ thì lại là một tình huống 4v3 mà tôi sắp hy sinh. Đêm nay bác không ngủ rồi. Khó. Hoàng bây giờ đang di chuyển ra shot. Vâng, Hoàng đang bắt bài cái thành viên team Cybertooth rất tốt. Có thể bạn có thể thấy tại sao tôi nói Hoàng đang là một trong số những player xuất sắc tại Việt Nam hiện nay. Trận đấu này đã nói lên tất cả điều đó. 42 frag cái thời điểm này. Và ở dưới cống đó là ai? Hoàng không di chuyển nữa. Đi lên nối rồi, trời ơi sao lại quay lưng đi qua nhau này.
sẽ làm tình huống đánh vào bom xe. Deno nghe đấy rồi, và Deno đó xin tỏ Deno nằm xuống rồi. Và bây giờ tiếp tục thì tình huống sẽ là 2v3. Vậy là xin tỏ với con cho mình double kill, chọn hạ cũng được xin tỏ rồi. Và tiếp tục là Hoàng con cho mình triple kill và bom sẽ đã thành công. KZ chưa dám đặt bom, và bây giờ KZ chuẩn bị nằm xuống. Vậy là KZ đã nằm xuống bởi cho rồi, tỷ số là 24-24 vãi cả lồn. Trời ơi, trận đấu ngày hôm nay, vâng, trận chung kết chưa có trong lịch sử Việt Nam, chưa từng có trong một lịch sử nền VN CSGO Việt Nam, một cái trận chung kết 24-24. Bây giờ là OT thứ tư của cái trận chung kết ngày hôm nay. Vâng, đây là cuộc đua thể lực chứ không còn là một cái cuộc đấu nữa. Không phải là một pro player. Pro player không có nghĩa là các bạn sẽ chiến thắng, mà các bạn phải có một cái thể lực rất tốt. Thế nên mình khuyên các anh em bây giờ chơi game là phải giữ thể lực, chứ đừng có cái kiểu là mai bắn giải mà đêm overtime. Đêm mà các bạn chơi xuyên đêm rồi đến mai các bạn bắn giải thì thôi, thì mẹ chỉ có nằm sấp bên tầm này, chắc nằm sấp thôi, đéo thể nằm ngửa được cơ chứ. Vâng, 24-24, và bây giờ tiếp tục cả các ra đấu overtime. Quá là căng thẳng. Hai mươi bốn, 24, lần đầu tiên setup full bom sai A đến từ team Cybertoot, chắc chắn là tình huống setup full bom sai A. Vậy là Cọt với Hoàng đang tình huống stack ở khu mid để chặn khu vực red mid, và chúng ta hãy xem tình huống này. Lửa sẽ được trả ra, một quả lửa trả ra đến từ vị trí của T rồi, sờ mốc được ném vào cái ông bom. Và bây giờ KZ đang có tình huống lần mỏ, KZ có được một mạng của Cọt rồi. Tiếp tục KZ có double kill cho riêng mình, một tình huống tăng ra của KZ rất tốt ở khu vực lầu A. Và bây giờ thì khó rồi, T cũng đã nằm xuống, tỷ số chắc chắn sẽ là 24-24 thôi. Hoàng có cho mình một mạng của Crazy Guy, tuy nhiên thì cũng không để làm gì được cả. 2v4 rất là khó tình huống này. Chúng ta hãy xem tròn với Hoàng sẽ xử lý thế nào. Hai bộ não kinh điển của team Cybertoot ở thời điểm này. Vâng, KZ yếu máu rồi, một quả nết và một quả lửa trả ra, tròn nằm xuống, và cuối cùng thì Hoàng cũng đã nằm xuống bởi nào cài kết thúc round đấu với double kill cho riêng mình. Tỷ số là 25-24 nghiêng về phía Cybertoot. Thực sự bom xe A là kê quá là non tay, tại sao không có một ai đứng ở khu vực lầu A gần nhỉ? Những cái tham nó set up bom đấy, set up full bom thì đứng ở lầu A gần, chuyển sổ vào giết thanh niên lầu A phát là coi như là bom xe A chắc chắn sẽ không thể thủng được. Tôi chưa hiểu vì sao team Vikingotech lại làm như thế. Và bây giờ thì Cybertoot có vẻ họ đang hâu hai ở A, CA đang di chuyển về A. Vậy là một tình huống set up full bom xe A, nhưng mà bom lại đi B. Crazy Guy sẽ là người fake bom xe B, tuy nhiên chắc gì đã đánh được A. Úi giời ơi, ông tướng tròn ông ngồi đây rồi, ông tướng tròn ông đang có một vị trí ngồi rất đẹp các bạn ạ. Và bây giờ thì kể cả có là một tình huống fake thì nếu mà tròn không nhảy xuống thì Crazy Guy chỉ có ăn đạn đồng vào mồm thôi. Như vậy là chuẩn bị tràn lên bom xe A đến từ team Cybertoot. Họ đã set up full bomb chưa? Set up full bomb xe A rồi, tràn lên khu bomb xe A. T lần này đã có kinh nghiệm hơn, một mạng đến từ T chỉ cần không chết là bomb xe A sẽ không thể thủng được. Tiếp tục thì Hoàng thì sao? Hoàng có được mạng tròn hạ của Crazy Guy, đúng như tôi dự đoán. Tôi đã bảo rồi mà, này thì fake bomb này. T nằm xuống bởi CA, nhưng tình huống bây giờ là 3v3 và bomb đang rơi ở B. Lợi thế đang hoàn toàn thuộc về Vikingotech, họ đang chiếm những vị trí rất là quan trọng. Và bây giờ tôi nhìn thấy Reno có cho mình double kill rồi, một góc kê rất tuyệt vời, và CA chỉ đổi được mạng mà thôi. Tôi không tin CA có thể clutch được thành công, tuy nhiên thời gian dành cho CA còn khá nhiều. Nhưng mà bên kia là Cọt và tròn một thanh niên có bộ não rất là to, mang khó cho CA tình huống này rồi. Vâng, quả này là quả chung kết số 1 của Việt Nam từ trước đến nay, chưa bao giờ có quả chung kết nào như thế này. CA đang bò lên, chúng ta cùng xem. Vâng, CA đang bò check khá kỹ. Đối diện CA đang là tròn và Cọt. Bây giờ CA đang bò vào, và cuối cùng tròn đã kết thúc được CA rồi. Tôi đã bảo rồi, bộ não của tròn thì khó, tình huống này khó man được tròn lắm. Tròn đang bắt đầu comeback với 22 frag rồi, tỷ số bây giờ là 25-25. Vâng, trận đấu diễn ra quá là căng thẳng, trận đấu căng thẳng nhất từ trước đến nay ở nền CSGO Việt Nam, một trận chung kết kinh điển giữa hai team. Vâng, hai team đang thi đấu với nhau phải gọi là quá dài ngang sức, và tôi không biết sử dụng cái từ ngữ gì nữa. Cũng là lâu lắm rồi tôi mới xem được một trận đấu chung kết như này, và có cát chết thì cũng xứng đáng thôi. Và bây giờ full buy đến từ cả hai team. Vikingotech không giàu cho lắm, họ phải lên một UMP 45 đến từ vị trí của T.
KZ đang là người đi khu vực lầu A. Trong khi đó triển khai chiếm mid đi từ vị trí của Saibotut. 3 thành viên của Saibotut, cả Sia nữa là 4 thành viên đang chiếm được khu vực mid đây rồi. Vâng, vậy là chiếm mid rồi, đi đâu? Krayguy sẽ là người bò lên khu vực nối này. Vâng, Krayguy đối mặt với cọt, một quả lửa được trả ra và bây giờ đấu súng xảy ra. Krayguy nằm xuống bởi cọt rồi. Sia sẽ có một tình huống đục đẽo hay không? Không đục đẽo và sẽ vừa đánh mau Sia. Có vẻ như biết rồi. Nhưng mà cọt vừa có tình huống di chuyển, thực sự là tôi khó hiểu. Và T đang có một đường góc đứng khá hay. Bây giờ chúng ta xem T xử lý tình huống này như thế nào. Vâng, T đối mặt với cả KZ. Reno đang góc kê đẹp. T có được mạng của xin đỏ rồi. Reno hạ gục Sia 2v4. Nào khai đổi được một mạng của T trong cuộc mau Sia. Nhưng lợi thế người đang thuộc về Vikingotech. Và bây giờ Hoàng đang góc kê rất đẹp. Hoàng đối mặt với Hoàng, đó là KZ. Chúng ta hãy xem Hoàng. Vâng, Hoàng nằm xuống với KZ, một pha hết sót rất tốt của KZ. KZ ngày thi đấu hôm nay cũng khá là xuất sắc các bạn ạ. Vâng, 2v2, bây giờ lại là một tình huống căng thẳng nữa rồi. Liệu là một tình huống cứu bom thành công hay không, hay là sẽ là round thắng dành cho Saibotut. Một round đấu nữa sẽ kết thúc bút hạp này. Đây là OT thứ tư của trận đấu ngày hôm nay rồi. Vâng, chuẩn bị bắn đến 30-30 thì cũng mà chết. Vâng, nào cài có được mạng của Redo. Redo vừa, vậy là Redo trước khi nằm xuống kết thúc của KZ, trước khi chọn hạ gục nào cài. Một pha cứu bom tuyệt vời đến từ team Viking Votech. Tỷ số bây giờ là 26-25 nghiêng về phía Viking Votech. Vâng, đừng có bảo với tôi là loại sang OT nữa nhá, nguy hiểm vãi trưởng ra. Và lần này thì tôi mong rằng Viking Votech sẽ kết thúc được trận đấu này. Đừng giết tôi bằng con dao, bằng một con dao vô hình như thế. Xem comment đi nha. Tỷ số đang là 26-25 và Viking Votech họ cần 2 round đầu nữa để họ có thể chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Xem nào. Vậy là lần này thì Viking Votech có lẽ sẽ là một bài setup full mob Saiya. 3 đi khu vực A-Ram rồi, 1 đi lầu đến từ vị trí của Reo Adino. Hoàng là người duy nhất bài từ khu vực cống này và móc A đẩy mid đến từ team Saibotut. Các bạn thấy không, KZ và Sia đang muốn đẩy mid thôi. Tuy nhiên có vẻ như không có một tình huống đẩy mid đến từ vị trí của KZ. Đây sẽ là một tình huống set fake bomb Sai B đến từ vị trí của Hoàng Hiệp. Bắt buộc các thành viên của Saibotut phải về thi đấu 2B của tình huống này. Nào Kai là người solo B. Tuy nhiên quả smoke khá là chính xác, nhưng nào Kai trả lại một quả smoke rồi. Và bây giờ Hoàng sẽ làm thế nào trong tình huống này? Một pha fake B. Tuy nhiên thì Saibotut họ vẫn đang giữ đến 3 mid. Vậy KZ đã đẩy được mid thành công rồi. Bắn 3 Crazy Guy xin tỏ Sia. 3 thành viên tay rất to đang là những người bắn bom Sai A của tình huống này. Vẫn đang hầu rất kỹ từ Viking Votech, không gây ra một tiếng động nào. Và tôi chờ đợi Viking Votech làm được cái điều gì đó đi. Vâng, Hoàng đang có một tình huống bò trườn từ cống lên. Một tình huống móc máy rồi, KZ đã không check kỹ. Bây giờ các bạn thấy KZ đi đường này móc, nhưng Hoàng lại đi đường này móc đồng đội. Và hậu quả là bom Sai A sẽ thua, tôi nghĩ là sẽ thua rồi. Lửa được ném ra, chờ Hoàng đi anh em ơi. Vâng, Hoàng bây giờ chuyển móc lên là sẽ là một round thắng rồi. Sẽ là một bất ngờ rất lớn đến từ team Saibotut trong tình huống này. Vậy là bóc về B rồi. Hoàng, Hoàng sẽ làm gì trong tình huống này? Tôi sẽ muốn xem Hoàng. Vâng, Hoàng, mà Hoàng trong khi đó bom. Vậy là Reno sẽ đối đầu với KZ trong tình huống này. KZ có được một mạng của T, nhưng Hoàng đang có vị trí rất đẹp. Hoàng đang bò lên. Đây rồi, chúng ta hãy xem Hoàng xử lý tình huống này. Một mạng đi từ vị trí Hoàng. Hoàng không check trong lưng. Vâng, hơi đáng tiếc trong tình huống của Hoàng không check trong bom sai. 4v4 rồi. Tiếp tục Reno có được một mạng của Sia. Vâng, 4v3 lợi thế người rồi. Flash được ném ra và trắng dài đến từ vị trí của xin tỏ và đào cài. Hai quả lửa được ném ra, bây giờ khó rồi. Reno đang định đấu skin, có nên hay không? 4v3 và bom được đặt khá đẹp về khu vực nối. Khó thành viên team Saibotut rồi. Các bạn để thấy bom được đặt rất đẹp và bây giờ là xếp súng đến từ Saibotut trong round đấu này. Và bây giờ thì mắt boy lâu lắm rồi, tôi thấy mắt boy quay trở về cho team Viking Votech. Một round đấu nữa thôi, một round đấu nữa thôi, họ có tận dụng được hay không? Tỷ số chắc chắn sẽ là 27-25 ở cái round đấu này. Và chỉ một round đấu nữa thôi và tôi đang chờ đợi Viking Votech làm nên điều gì đó. Vâng, xếp 3 súng đến từ team Saibotut. Round sau sẽ là last round. Mà round sau mà Saibotut lại ăn nữa thì thôi. Tôi chết thật. Chứ đéo phải chết giả đâu. Tỷ số bây giờ là 27-25 nghiêng về Viking Votech. Và Saibotut cần 2 round đầu nữa để giành chiến thắng. Trong khi đó Viking Votech chỉ cần một round đầu nữa thôi. Vâng, sao lại là hai... À đúng rồi, nhầm.
Vâng, một rào đầu nữa thôi và chúng ta hãy cùng xem. Đẩy mid đến từ vị trí Kerrigai có pha đẩy mid chưa được thành công. Tí nữa thì anh lên bảng điện tử rồi. Flash được ném ra. Và bây giờ đội hình của Viking Attack họ đang được triển khai dàn trải, các bạn có thể thấy. Nào Kai đã đẩy lên lầu B rồi. Nào Kai đẩy khu vực lầu B nhưng Redo đang là người kê xa. Hai mid chiếm được bởi đến vị trí của Hoàng và con. Không được rồi, server. Vâng, Tròn và Ti đang là hai người đi khu vực bom sai A. Chúng ta hãy cùng xem. Đây sẽ là một hướng đánh bom sai A hay sao? Vâng, Cọt đang di chuyển khá hay rồi. Tròn và Ti đang bò ra khu vực bom sai A. Đây rồi, Tròn sẽ đối mặt với cả Xin Tỏ. Ai sẽ người chiến thắng? Vâng, Tròn thấy rồi. Tròn mồm luôn, Xin Tỏ bắn lỗi. Vậy là lợi thế người thuộc về Viking Attack. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Chỉ một round nữa thôi là tôi sẽ được nghỉ. Vâng, tôi mệt vãi lồn rồi các bạn ạ. 5v4 lợi dụng được tận cơ hội này hay không đây? Đến từ Viking. Tôi mong rằng team Viking Attack thắng được cái map round đấu này đi. Cầu trời phù hộ. Em xem comment phát được lên map. Và bây giờ quay về đánh bom xe A, hàng về rồi. CA nằm xuống mấy con, một pha bài tờ rất tốt. Và bom xe A thực sự hôm nay là tử huyệt của team Cybertoot. Thủng bom xe A phải đến mẹ phải 20 round trên 25 round các bạn ạ. Vâng. Và bây giờ cọt A gục được. Cọt có được cho bạn một cái Z, nhưng nào cai đổi đúng không ạ? Cọt 4v2. Giờ chỉ một... vậy là Kray có được một mạng của Reno trước khi bị nằm xuống 7 tỷ. Bây giờ là tình huống 3v1 và khó cho nào cai rồi. Vâng, 3v1 và bây giờ chúng ta xem nào cai xử lý tình huống này như thế nào. Vâng, vậy là nào cai bị bắn yếu, chỉ còn có 19 máu mà thôi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 28-25. Vâng, trận siêu kinh điển. Trận đấu phải công nhận là đây là cái trận đấu chung kết dài nhất trong lịch sử VNCSGO từ trước đến nay. Rất là căng thẳng. Anh em xem cho stream có thể ủng hộ bọn mình bằng cách subscribe kênh hoặc like để ủng hộ cho bọn mình ở các giải đấu tiếp theo. Xem comment anh ơi. À, nick map.